có, xa có, và tương đối là đông đủ, tương đối là rất là đông. Thế thì tôi là Trịnh Xuân Trường. Năm 2010 đó, chúng tôi có một cái may mắn. May mắn là may mắn là lúc đó hai vợ chồng bệnh quá, bệnh đi. Hai vợ hồi đó chúng tôi làm cái nhà hàng, làm cái nhà hàng ăn, hai vợ chồng thì ăn uống giống nhau, ăn uống giống nhau. Tiếp khách thì chúng tôi biết rượu không có tốt, rượu là không có nên uống nhiều. Mỗi một bàn mời chúng tôi chỉ uống nửa ly thôi. Nhưng mà cái nhà hàng nó tới 30 bàn lận. Thành ra ngày nào về đến nhà thì cũng là đầy mùi rượu hết. Và sau 3 năm thì sao ạ? Sau 3 năm thì gan, thận rồi mọi thứ nó te tua hết trơn. Người mình lúc đó nó bệ rạc ra. Số kilo thì tăng lên. Số kilo thì tăng lên được 80 kg. Nhưng mà cái sức khỏe thì chỉ số sức khỏe nó đi xuống. Đi xuống rất là nhiều. Cái chỉ số đường thì nó lên cao. Chỉ số cholesterol thì lên cao. Huyết áp thì tăng cao. Nhưng mà cái chỉ số sức khỏe thì nó lại xuống thậm tệ luôn. Và cũng nhờ cái thậm tệ đó, chúng tôi đi giải phẫu một lần suýt chết. Bà xã chúng tôi đi giải phẫu 3 lần cũng suýt chết. Thì mới ngộ ra rằng trong những lúc mà vui say, trong những lúc mà hăng hái làm những cái công việc để mà kiếm tiền, để mà nuôi gia đình, thì mình đã bỏ qua cái bản thân của mình. Mình quên yêu mình, quên yêu cái sức khỏe, quên yêu mình, không biết cái gan mình nó nằm ở chỗ nào, không biết cái thận mình nó nằm ở chỗ nào, không có biết là mình nên ăn cái gì, mình uống cái gì để cho cái gan, cái thận mình nó tốt. Và đó là sau 3 năm thì hậu quả là cái người nó te tua. Và chúng tôi mới đi tìm tìm cái cách, tìm cái cách để làm sao mà phục hồi lại. Phục hồi lại, chúng tôi ở Việt Nam, chúng tôi học yoga cổ điển 2 năm rưỡi. Thì may mắn lúc đó là ở bên Ấn Độ có một ông thầy giỏi là Kaman, ông qua Việt Nam cũng vậy. Chúng tôi học với thầy Kaman được 2 năm rưỡi thì cơ thể nó có thay đổi một chút, nó có biến chuyển đi một chút, nhưng mà những cái căn bệnh mà trong người nó vẫn còn, nó vẫn còn. Tại vì khi đến Ấn Độ thì chúng tôi mới biết, gặp ông tổ sư là thầy của các ông thầy đó, ông mới nói rằng tập luyện nó khổ sở như thế đó, nhưng mà giá trị nó có, đối với cơ thể của mình nha, nó có 30% thôi. Còn lại thế nói thầy, thế thì còn lại những cái khác là gì thầy? 30% nữa là do ăn uống. Ông mới thí dụ như mình tập luyện nửa tháng đi, mà mình lỡ ăn một cái gì đó mà nó té re một cái là coi như cái công nửa tháng nó đi toàn. Hoặc mình ăn trúng một cái gì độc địa, hoặc ăn trúng một cái gì mà nó không tốt một cái, thì có khi cái thận mình nó còn hư nữa. Thí dụ như ăn nhầm con cóc, hay ăn nhầm một cái độc trùng gì đó ở trong những cái con cá, mà hay là những cái con mà nguy hiểm mà người ta thích ăn đồ rừng, thí dụ vậy. Thành ra tập luyện khổ như thế đó, nhưng mà có 30% thôi. Phải hiểu biết. Muốn ăn đúng thì sao? Muốn ăn đúng thì phải hiểu biết, chứ không phải là mình cứ chọn món nào mắc tiền là tốt đâu. Đó, do đó phải hiểu biết, phải đi học xem cái gì cơ thể mình nó cần cái gì, và tại sao nó yếu đi, và tại sao nó mạnh lên. Đó, để chúng tôi học được cái bài đó. Và thế thì mới tóm lại mới có 60% à, 30 này 30 kia. Chứ còn 30 nữa là gì thầy? Ông nói 30 nữa là tinh thần. Ông nói thí dụ như một người khỏe mạnh như Lý Đức hay là Lý Văn Mách gì đó, nhưng mà đâu có phải lúc nào mặt cũng hạnh phúc đâu. Một người tập gym rất là giỏi, một thanh niên rất là đô, một cầu thủ đá banh chẳng hạn, thí dụ cầu thủ đá banh nhìn thấy đô lắm, cởi áo ra là 6 múi, toàn diện cơ thể là coi như perfect, hoàn hảo lắm, nhưng mà thử nhìn cái mặt xem. Thử nhìn cái mặt xem, và bỏ đá banh đi chừng 3 tháng coi nó ra sao, sức khỏe nó khác liền, xuống ngay lập tức liền. Thằng nó 30 tuổi người ta đã gọi là lão tướng. Đó là lý do không có hiểu, không có đi học cái cách mà ăn uống. Học cái cách mà ăn uống. Thế thì 30% nữa là gọi là tinh thần. Tinh thần thì tinh thần mình phải lúc nào cũng phải vui vẻ này. Vui vẻ với chính mình này, vui vẻ với gia đình của mình này, và vui vẻ với cái cộng đồng của mình đó, cái cộng đồng của mình nữa. Chứ không phải là tôi giàu lắm, tôi có tiền nhiều lắm, tôi đóng cửa lại tôi ở nhà một mình thì có vui vẻ không? Câu đó là rõ ràng là không. Không. Do đó ở đây hôm nay vô đây nhìn thấy một cái cộng đồng to như vậy, chúng tôi rất là thích. Tại vì đó là một trong những cái mà cách chúng ta thể hiện cái lòng tự nhiên chúng ta có được một giao lưu, một cái số đông, thì cái năng lượng tốt đó, nó hỗ tương nhau. Năng lượng tốt nó hỗ tương nhau, hỗ tương nhau, hỗ tương nhau. Và hôm nay thì không phải là cái chương trình của chúng tôi, do đó chúng tôi nói ít vậy thôi, để cho quý vị biết rằng khi mà có cái cộng đồng lớn là một cái niềm hạnh phúc. Do đó và yoga cười có được cái kết quả tốt là mình phải biết rằng mình đang hạnh phúc. Khi mình hạnh phúc thì mình đừng có quên,
Chứ khi hạnh phúc rồi cái nhớ chuyện này nhớ chuyện kia khù khù rồi cụng một ly cụng hai ly cụng năm ly, cái đó là nó mất hạnh phúc lúc nào không biết. Do đó chúng ta phải nhớ rằng khi chúng ta hạnh phúc thì chúng ta phải cảm nhận chúng ta đang hạnh phúc bằng cách là gì? Bằng cách mời quý vị giơ tay lên như vậy. Dạ, mời anh Sanning. Sanning đâu rồi anh Sanning? Sanning giơ tay lên ạ. Giơ tay lên, đúng rồi, giơ tay lên. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Giơ tay lên. Để làm chi? Chúng ta phải hành động. Hành động thì sao? Thì cái tế bào trong người chúng ta nó mới nhớ. Và nếu chúng ta ngồi yên và chúng ta nghe thì có thể từ lỗ tai này nó bay qua chỗ này kia. Còn nếu chúng ta hành động thì sao? Thì nó được lưu trữ trong người chúng ta lâu hơn. Và nó tạo ra một cái năng lượng. Tạo ra một cái năng lượng. Đã tạo ra cái năng lượng. Chứ nó không có từ đây nó bay qua kia. Cái năng lượng nó mất đi. Còn nếu mà chúng ta giữ tay lên, hành động và cảm nhận thì nó trọn vẹn trong người mình hết. Trọn vẹn trong người mình hết. Đó là cái phần gọi là năng lượng. Đó, hôm nào có dịp chúng tôi sẽ nói khoảng nửa tiếng hoặc 45 phút về năng lượng. Không phải nói không, chúng tôi ít khi nói lắm. Nói một chút xíu thôi, rồi lại chỉ các bạn hành động. Hành động. Như vậy, giơ tay lên lại, giơ tay lên. Đó, nhúc nhích, nhúc nhích. Tại sao phải nhúc nhích? Tại vì con người chúng ta phải như dòng sông. Nước lúc nào cũng trôi, nước lúc nào cũng trôi. Thì nếu chúng ta ngồi yên, thì là dòng sông nước không trôi. Đó, ông tổ sư dạy chúng tôi rằng, khi mà dòng sông nước không trôi thì sao ạ? Thì là dòng sông có vấn đề. Dòng sông có vấn đề, dám tắm ở cái dòng sông mà cái nước nó không trôi không ạ? thế thì người của mình cũng vậy. Khi mà thấy là ông này ông còn đang lắc lư được, ông còn đang vui vẻ được, ông còn đang nhảy múa được này, thì biết là ông này ông còn đang khỏe. Chứ còn khi mà nằm một chỗ ai đó Hồng Ngọc đó hở, thì biết rằng sức khỏe ông này là có vấn đề. Giơ đó, giơ tay lên quý vị, giơ lên giơ xuống, giơ lên giơ xuống, giơ lên giơ xuống. Trong phòng chúng ta tương tác với thầy nào chúng ta nhúng nhích lên, nhúng nhích lên, đúng rồi. Và bây giờ thì xin mời quý vị cảm nhận rằng mình đang hạnh phúc. Có một cái cộng đồng như vậy mà không hạnh phúc thì không được. Bắt buộc phải hạnh phúc. Giờ đó chúng ta hít vào, đưa những cái tốt đẹp, đưa cái khỏe mạnh và đưa cái hạnh phúc đưa vô cho nó tràn ngập cơ thể của chúng ta đến mức chứa không được, thì chúng ta cười lên. Đúng rồi đó, tiếng anh Sunny cười rất là to. Rồi chúng ta làm lại nha, chúng ta làm 3 lần cho nó thấm vào trong người chúng ta luôn, thấm vào trong người chúng ta luôn. Thấy bác sĩ Nguyệt này, hôm nay bác sĩ Nguyệt cũng là hăng hái lắm ạ. Bác sĩ Nguyệt cười to đấy, tay chân bác sĩ Nguyệt bắt đầu động đậy rồi đó. Rồi chúng ta làm lại nha, làm lại. Hít vào, đưa những cái tốt đẹp này, đưa những cái khỏe mạnh, đưa những cái hạnh phúc này tràn ngập cơ thể, tràn ngập đầy người quá rồi không chịu không nổi cười. Đó, hoa kim ngọ, hoa cười dữ dội quá nè, Đinh Thị Loan cũng cười quá rồi luôn nè, Phan Thanh Vinh thì quá trời người luôn nè. Các anh chị thấy cười xong, thấy là một cái lem rồi để lên mà, cơ thể chúng ta khỏe không ạ? Ok, làm lại lần nữa nha, làm lại nữa, giơ hai tay, nhìn nhau, đó nhìn qua Hồng Ngọc, nhìn qua bác sĩ Nguyệt, nhìn qua Shining. Nhìn qua MC, nhìn qua Vinh, đó, nhìn qua mọi người, cảm nhận hạnh phúc. Chúng ta có một nhóm bạn quá đông luôn, có một nhóm bạn là đang hướng về cái sức khỏe, đang hướng về cái hạnh phúc. Do đó, đây là một cái điều là sung sướng, và chúng ta cảm nhận lại, hít vào, đưa cái tốt đẹp, đưa cái khỏe mạnh, đưa cái hạnh phúc vô trong người, đưa nhiều quá tràn ngập cơ thể rồi, sướng quá cười. Vui quá phải không các bạn? Vừa rồi là cái bài cảm nhận thôi. Tại sao phải cảm nhận? Tại vì chúng ta có tới trên 60.000 tỷ tế bào trong người. Chúng ta phải nhắc nhở, nói cho cái tế bào biết là nhà ngươi đang hạnh phúc đó. Nhà ngươi đang được giải tỏa stress đó.
Và khi các cái tế bào của chúng ta nó không có stress, khi các tế bào của chúng ta nó hạnh phúc thì là mình hạnh phúc. Còn mà đã làm cho nó căng thẳng quá, làm cho nó mệt mỏi quá thì là mình mệt mỏi, mình mệt mỏi. Đó là cái lý do tại sao mà tất cả các bài đều phải cảm nhận trước. Sau khi cảm nhận rồi mới đi vào bài tập thật. Bài tập thật là đưa máu lên não. Đưa máu lên não. Tay đâu quý vị? Đưa từ dưới là đưa lên não. Đó, đúng rồi, đưa lên máu lên não này. Dòng sông đâu ạ? Dòng sông luôn luôn phải chảy này. Đó. Dòng sông phải chảy. Đó, con người của chúng ta phải hoạt động. Đó, tại sao ở Việt Nam có cái câu mà khi chúng tôi đi qua Ấn Độ hoặc chúng tôi qua Mỹ thì các ông thầy rất là hay nói Việt Nam này cái chữ nó sâu sắc quá, do truyện Kiều Nguyễn Du rồi hay là đọc những cái chuyện về Việt Nam này thấy tại sao mà Việt Nam có chữ sâu sắc. Hỏi sâu sắc chỗ nào bác sĩ? Sâu sắc ở cái chỗ khí huyết. Tại sao mà không có huyết không, tại sao không máu không, mà lại phải có khí? Tức là sao ạ? Nếu máu không, ông nói là giống như cái ly nước này, nếu để cái ly không mà thiếu áp lực thì cái ly nước này là nước tù. Thành ra phải có khí, tức là phải có áp lực, khí tức là áp lực, áp lực để cái ly nước nó mới lưu chuyển từ bên này qua bên kia, lưu này qua bên kia. Đó là lý do tại sao mà phát sinh ra cái môn gọi là khí công. Lúc đầu chúng tôi còn bé không biết khí công là gì, tưởng nó là cái gì mà ghê gớm lắm. Tưởng nó là cái gì khó khăn lắm. Tới chừng gặp ông tổ sư Ấn Độ, ông mới dạy rằng khí nó mở thì là khí lực thôi. Công là gì? Công là công phu. Công phu mình tập để làm sao để cho mà nó thông từ bên này qua bên này, thông từ tay trái qua tay phải này, thông từ dưới chân lên tới ngực, từ ngực lên đầu này, thông từ sau lưng ra đến lần trước này. Đó gọi là công phu. Công là công phu. Lúc đầu chúng tôi cứ tưởng nó là cái gì ghê gớm lắm, tưởng là cái bí quyết gì đó. Ông không có bí quyết, là cái phương pháp tập luyện thôi. Nhưng mà tại sao là hồi xưa chúng tôi lại hiểu lung tung như thế? Là vì các cái sách ở Việt Nam viết ra nó không được rõ ràng. Chúng tôi đọc 8 quyển, chúng tôi chỉ hiểu mỗi một quyển chừng 30%. Mà. Chúng tôi tưởng mình dốt. Chúng tôi tưởng mình dốt, mình chưa đến cái mức để mà hiểu 100%. Tới chừng đi ra nước ngoài, đi qua Ấn Độ học rồi mới biết là tại cái người viết chứ không phải tại mình. Cái người viết không rõ ràng. Về chúng tôi tìm hiểu tại sao viết không rõ ràng. Tại vì người ta hiểu được có 30% thôi, còn 70% kia là người ta tán là thôi. Thì cái khúc tán là mình không hiểu. Khúc tán là không hiểu. Đến lúc mà hiểu thật ra rồi thì nó dễ lắm. Bởi vậy chúng tôi truyền đạt với quý vị những cái gì mà dễ nhất. Thì tại vì chúng tôi đã tập được luyện được đúng và đã tập đủ và đã được cái người mà ông tổ sư ông dạy thiệt luôn, ông dạy thiệt. Thế thì các bạn nhớ nha, khí là cái khí lực trong người của mình đó, gọi là ở trong Đông y còn cái câu là kinh mạch. Đó, cái mạch mà bên Tây không có biết, đi chụp ai không thấy nó đâu hết. Thành ra có nhiều khi cầm cái bản xét nghiệm, cầm cái bản X-ray mà bác sĩ nói sao không thấy bệnh gì hết, mà cái người cứ lừ đừ, cái người cứ khổ sở. Tại vì cái đó nó đâu có hiện lên trên máy đâu. Trong khi chúng tôi là nhìn lướt qua là chúng tôi biết rồi, sờ tay rờ cái là biết rồi. Nhưng mà cái máy trị giá có 1 triệu đô chụp không thấy. Kinh mạch người ta thì chúng không có thấy. Thì từ từ chúng tôi sẽ nói cái bí quyết cho quý vị xem. Và bây giờ chỉ biết rằng nếu chúng ta tập như chúng tôi hướng dẫn thì quý vị sẽ đạt được cái sự thông. Thông thoáng, thông thì tắc thông. Chỗ nào mà thông thì chỗ đó không có đau. Chỗ nào mà chỗ nào mà thông thì chỗ đó không có đau. Còn chỗ nào mà nó tắc nghẽn thì chỗ đó bệnh, thì chỗ đó bị. Thì cứ hiểu như vậy là được rồi. Thế thì những cái bài tập này là những cái bài mà giúp cho chúng ta thông thoáng. Cái đầu chúng ta không có bao giờ bị đơ đơ nữa. Làm việc một tiếng là sao thấy nó kỳ kỳ, sao thấy nó tê tê, sao thấy nó hơi nhức nhức, không có cái vụ chuyện đó nữa. Dù là 6 giờ sáng, dù là 5 giờ sáng, dù là 12 giờ đêm, dù là 3 giờ đêm, không có cái vụ đó. Không có cái vụ đó. Thế thì bây giờ để trở về cái bài gọi là khí huyết, Việt Nam mình được khen cái chữ lắm, tức là có máu thì phải có cái sự chuyển động, giống như dòng sông nước phải có sự chuyển động thì cái dòng sông mới là dòng sông sạch. Máu huyết chúng ta cũng vậy, nó phải lưu thông, nó không có tắc thì cái con người chúng ta mới khỏe. Đó, quý vị cứ hiểu như vậy đi, rồi trong một dịp nào đó chúng tôi sẽ nói rõ ràng hơn cho quý vị xem hình ảnh luôn. Thế thì bây giờ để cho máu lên não tốt thì đây là cái bài tập. Bài tập này có cái tên rất là dễ thương là mời uống trà. Mời uống trà.
chúng ta giả bộ rằng giả bộ rằng cái tay này đang cầm cái ly này. Đó, giả bộ đang cầm cái ly, đang cầm cái ly, ok, đang cầm cái ly, một tay này là đang cầm cái bình. Đó, chúng ta rót trà qua, đúng rồi, rót lại, đúng rồi, rót qua này, rót lại này, rót qua này, rót lại này, sau đó uống, uống nhưng mà ngửa cổ ra và cười sung sướng và uống này. Nghe chúng tôi giải thích nha. Khi mà chúng ta rót qua rót lại thì quý vị thấy là có phải là chúng ta đang hoạt động không ạ? Đang tập không ạ? Nhưng mà chúng ta quên, chúng ta tưởng là đang chơi. Nhưng mà máu huyết có lưu thông không ạ? Rất là lưu thông luôn. Còn bình thường, thí dụ như quý vị làm, đang làm ở xí nghiệp, đang làm là doanh nhân, thì đang ngồi xem hồ sơ, đang ngồi xem dự án và ký, thì cái đầu chúng ta hơi cúi xuống, đúng không quý vị? Cái phần cúi xuống nhiều hơn, thì do đó một tiếng đồng hồ sau tôi thấy họ nó hơi căng thẳng cái đầu, là vì cái đầu chúng ta nó cúi xuống, cái tư thế của chúng ta nó không có thiếu cái sự hoạt động. Thế thì cái bài này hồi nãy chúng ta cúi xuống, bây giờ chúng ta ngửa cổ ra và cười sung sướng, lắc qua lắc lại, đó là cái hoạt động quý vị. Có hoạt động không? Đó, 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 đó. Hương Mai cười đã quá kìa. Hương Mai này, Hồng Linh này, Chu Thị này, Chu Thị Sen này, Chu Thị Sen này, Hoa Kim Ngọ này. Quý vị thấy có không? Có sự hoạt động không ạ? Nhưng mà nếu chúng tôi không giải thích thì sao? Có người nhìn vô tưởng là đang giỡn. Nhưng mà thực sự là sao? Đó, anh Shining làm quá tốt luôn kìa. Đó, anh Shining làm mạnh mẽ quá liền. Đó, MC của chúng ta cũng quá tốt luôn kìa. Thế thì nếu mà không giải thích thì người ta tưởng là mình đang giỡn. Rồi bây giờ chúng ta làm lại nha. Hồi nãy là làm nháp, bây giờ làm lại. Tay cầm cái ly giơ lên giơ xuống này, cho có hoạt động. Đúng rồi. Tay kia cầm cái bình, rót qua này, rót lại, rót qua, rót lại, ngửa cổ ra và cười sung sướng uống này. Hôm nay Hương Mai cười quá đẹp luôn, Hương Mai. Thế thì hôm nay tạm thời bài tập của chúng ta tới đây là dừng. Tạm thời phải dừng. Chương trình hôm nay là chương trình chính thì là của thầy Yên. Thế thì bây giờ xin mời Hồng Ngọc, xin mời MC làm việc. Xin chào quý vị và xin hẹn gặp lại trong thời gian sớm nhất. Xin chào tất cả. Cảm ơn thầy. Vâng, một lần nữa chúng ta liên tục đưa trái tim và đưa hoa tay lên. Cảm ơn thầy luôn mang nụ cười tới cho tất cả cộng đồng người Việt trên toàn cầu thông qua cái phòng Zoom này. Vâng, một lần nữa chúng ta lại quay lại chủ đề và nhường micro này cho MC. Vâng, người ta nói là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Mọi người có thấy bài tập của thầy, thấy tinh thần của mình thật là sảng khoái không ạ? Đầy năng lượng đúng không ạ? Đúng ạ. Vâng, và đây, vào chủ đề chính của ngày hôm nay thì mình... xin được giới thiệu thầy Phạm Văn Yên, cũng là một người thầy rất là đáng kính của chúng ta. Người thầy rất là giỏi và thông thái. Thầy ở đâu ạ? Mọi người đưa trái tim lên để chào đón thầy Phạm Văn Yên ạ. Vâng, xin chào thầy ạ. Chúng ta hoan nghênh một vị bậc thầy chuyên gia lĩnh vực sức khỏe. Thầy Phạm Văn Yên là người luôn mang những cái kinh nghiệm, những cái cơ chế sâu sắc, tinh hoa từ bên trong. Làm thế nào chúng ta tự biết cách điều chỉnh, chăm sóc sức khỏe cho chính mình. Và đây là cái chương trình rất giá trị. Hồng Ngọc khẳng định rằng bên ngoài kia không có về cái chuyên gia y bác sĩ nào mà lại tận tâm, dành thời gian, nhiệt huyết, có được cái cơ chế sâu sắc, hiểu sâu sắc này, thường xuyên chia sẻ trên các cái trang mạng. Và ngày hôm nay chúng ta là những người may mắn thông qua người bạn của mình biết tới cái phòng Zoom này. Một lần nữa chúng ta đưa trái tim yêu thương lên chào đón người thầy của chúng ta, đó là thầy Phạm Văn Yên. Vâng, mời thầy bắt đầu. Vâng, alo. Rồi, chào. Yes.
Và Dạ bây giờ chào xin thầy ạ. chào tất cả mọi người trong gia đình của chúng ta trong hôm Zoom ngày nay. Lần đầu tiên là xin cảm ơn thầy Trường, cảm ơn Hồng Ngọc và cảm ơn mà MC hôm nay rất là tuyệt vời, mà hôm nay mà nhập phòng Zoom một cái là thấy có máu lửa và trao lại cho những cái giá trị rất là lớn. Trong vòng có vài phút thôi thì thầy Trường đã lấy lại cho các bạn một số tuổi trẻ trở lại nha. Trong mình không nói lên hết toàn bộ. Nếu toàn bộ thì không có, không ở đâu có. Mà đứa trẻ tuổi nào mình sướng tuổi đó, đúng không ạ? Và chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về bệnh tiểu đường. Bởi vì trong thời gian vừa qua thì mình có nhận được rất nhiều thông tin của các bạn muốn tìm hiểu bệnh tiểu đường, mà mình thấy mình cứ tư vấn hoài thì nó cũng rất là, nó cũng cảm giác áp lực cho mình nữa. Bởi vì sao? Với thời gian thì một ngày một người ta chỉ có 24 tiếng thôi, còn ăn ngủ nghỉ nữa. Và quay quay lại lát hồi lại có để có tiểu đường nữa, lát hồi lại có tiểu đường nữa. Thế thì đúng là cái thống kê của cái ngành chuyên môn đấy thì con số tiểu đường có tỷ lệ nó lên tới từ 30 đến 33% những người mắc bệnh tiểu đường và những người có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường. Thế nhưng mà nó có một cái điều đặc biệt như thế này: khi mà người ta bệnh tiểu đường ấy thì đối với các bác sĩ thì quá rành rồi, các thầy thuốc quá rành rồi, nhưng mà đối với đại đa số dân chúng thì chỉ nghĩ tiểu đường là tiểu đường, chứ không nghĩ thấy là nó lại liên quan đến nhiều chuyện trong cơ thể đấy. Thực ra ấy, người mắc bệnh tiểu đường thì nó liên quan đến hầu hết tất cả các bộ phận của cơ thể, đến từng tế bào một, chứ không phải là riêng tim hay mạch không. Thì mình sẽ cho các bạn thấy được vấn đề, cái nguyên nhân từ những cái dư đường. Các bạn thấy ở trên màn hình, các bạn có nhìn rõ không ạ? Cơ thể sẽ sao, sẽ bị dư cơ thể của chúng ta ra sao nếu mà thừa đường? Ở đây mình mới nói là thừa đường chứ mình chưa nói là tiểu đường nhé. Tức là mình ăn vào đấy thì cái thứ nhất là nó thừa cân, dẫn đến cái chuyện béo phì. Riêng cái béo phì ấy thì hiện tại bây giờ là đang có xu hướng trẻ hóa rất là nhanh. Thì béo phì ở đây thì tất nhiên nó có từ cái nguyên dư đường là có. Đó. Nhưng mà một cái nguyên nhân khác nữa rất là tế nhị. Thì các bạn mình không có nói là đổ cho tại sữa, nhưng mà mình đưa ra một cái ý kiến như thế này, các bạn có thể tự khảo sát. Hầu như những bé mà béo phì sớm thì chúng ta có hỏi cha mẹ của cháu là hồi nhỏ cháu được uống sữa khá nhiều đấy, sữa công thức các bạn. Chứ đây mình không nói đến sữa mẹ nhé, là sữa công thức. Và đây là một điều cũng rất tế nhị mà mình không ít khi mình nói ra ngoài lắm. Do đó là một cái thông điệp, có thể là các bạn tự khảo sát lấy ở cộng đồng xung quanh các bạn, và để mình có cái hướng, khi mình thấy cái tỷ lệ nó cao như vậy thì chắc chắn là nó có mối liên hệ. Còn mối liên hệ như thế nào thì đối với mình chỉ chia sẻ riêng từng người một, chứ mình không bao giờ chia sẻ lên mạng, bởi vì cái chỗ này nó cũng rất là tế nhị, nó liên quan đến này, cái ngành kinh doanh sữa nữa. Cái thứ hai nữa là tiểu đường. Thì các bạn nhìn thấy cái thứ nhất là béo phì bạn ấy, thì cái do cái đường nó dư đấy, nó ức chế. Và đấy một cái chỗ chữ mình đang ghi đỏ đỏ đây, các bạn nên lưu lại một chút. Bởi vì cái bệnh tiểu đường nó nằm ở chỗ này. Nó ức chế tế bào đốt chất béo. Và nó làm tăng cái lượng insulin gây rối loạn trao đổi chất. Thế thì đến này có thấy chúng ta cảm thấy hình như là nó hơi bị mâu thuẫn. Nó tăng insulin thì làm sao mà tiểu đường được? Nhưng mà là nó tăng insulin lên nó gây rối loạn trao đổi chất. Cái này nó là chuyện khác nữa. Rồi cái đường này nó tăng cái hormone gây cảm giác đói. Cái hormone này mình có ghi trên này cho các bạn thấy rồi. Và khi hormone này nó tăng lên thì nó đấy kích thích cho người ta lại thèm ăn. À, đây mới là cái chuyện. Cái chuyện là bệnh vào từ miệng đây, kích thích ta thèm ăn, kích thích ăn thì não bộ ra này, đáng nhẽ là não nó kiểm soát lượng đường là đủ rồi, không ăn nữa, nhưng mà do cái hormone này nó bị kích thích tiết ra bộ này nhiều, thế là cơ nó lại chỉ đạo là ăn tiếp đi đó. Còn cái bệnh tiểu đường các bạn biết thừa rồi đúng không ạ? Mình sẽ không nói về cái này nữa. Ô, làm sao mà nó lại nằm im đi chứ. Với bệnh tim mạch, thừa đường nó tác động rất xấu
đến sức khỏe tim mạch. Thậm chí có hại hơn, nó có hại hơn cả là chất béo đấy các bạn. Chúng ta cứ sợ ăn mỡ, nhưng thực ra đấy là sợ ăn đường mới là đúng hơn. Mỡ nó không gây tác hại nhiều như là đường đâu. Đối với trong cơ thể chúng ta đấy, thì các bạn thường nghe bác sĩ người ta hay nói đến các nồng độ dung dịch. Ví dụ như dung dịch nhược trương, dung dịch đắng trương, dung dịch ưu trương, nói đây không biết là cái trương gì cả đúng không? Thôi mình cứ nói nôm na theo cái tiếng mà tiếng dân dã đi. Nhược có nghĩa là ít. Ví dụ như trong máu chúng ta mà hàm lượng đường nó ít là nhược đấy. Máu loãng. Thì đương nhiên là cơ thể chúng ta sẽ rất mệt mỏi mà thậm chí là ngất xỉu. Bởi vì thiếu năng lượng, thiếu nguyên liệu. Nhưng mà ngược lại thế này nhiều quá cũng không được. Nhưng mà cái tốt nhất nó gọi là đẳng trương. Thì chúng ta cứ nghĩ nó ở đây là cái trạng thái cân bằng, là rất tốt cho cơ thể. Cơ thể ta tất cả mọi mọi thứ, mọi mọi chuyện, mọi hiện tượng và sự vật đều tồn tại vững bền ở trạng thái cân bằng. Thế này bên đi học người ta gọi là cái này trạng thái là đẳng trương đấy. Thế còn người ta còn chữ ưu trương nữa. Ưu trương có nghĩa là nó thừa, nó ngược với cái nhược. Thế cái ưu nó là thừa. Mà nó thừa thì nó phá hủy tất cả mọi thứ. Bây giờ cơ thể thừa đường thì nó phá hủy toàn bộ hệ thống tế bào, chứ không phải là riêng được mạch máu không. Cho nên đó, hôm nay cái chủ đề là nó về tim mạch và thận liên quan bệnh tiểu đường. Mình chỉ lướt qua thế thôi. Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng nó không phải là chỉ như đó, mà toàn bộ cơ thể ta chỗ nào cũng bị nó phá, đặc biệt là hệ thống thần kinh. Nha. Còn về tiểu đường đấy, thì ngày nay người ta có ba loại, có ba cái tuổi là ba cái nhóm tiểu đường, tiếp 1, tiếp 2 và chẳng tiếp gì. Cái tiếp 1 là gì? Cái tiếp 1 là cái loại bệnh tiểu đường mà nó được chẩn đoán chủ yếu là ở trẻ nhỏ. Nó có liên quan đến vấn đề di truyền. Thế ví dụ cái triệu chứng thì các bác thấy vấn điển hình nhất là gì? Khi nó đi tiểu thường xuyên, nó trẻ các bạn khát nước, giảm cân, mệt mỏi. Cái tỷ lệ những người mắc bệnh tiểu đường này không có cao, từ 5 đến 10% trong cái số người tiểu đường thôi. Mà nói vào dự phòng, mà giữ cái gì mà giữ? Cái này chủ yếu là liên quan đến vấn đề là phụ nữ khi lúc mang thai mắc bệnh tiểu đường, tức là cái tiếp thứ ba. Rồi là cái gen. Cái tiếp thứ hai nó gọi là tiểu đường tiếp 2 các bạn. Nói này mình nhiều khi mình rất mắc cười. Các bạn nói mà em mới ở tiếp 1 chứ chưa sang tiếp 2. Các bạn cứ nghĩ là mặc tiếp ở đây là nó gọi là nhóm tiểu đường thể ở cái trạng thái nào, chứ không phải là mức độ nặng nhẹ. Đúng rồi, mức độ nặng nhẹ. Ví dụ có đó là dương mấy cộng. Ví dụ dương 1 cộng thì nhẹ, 2 cộng thì nó nặng, 3 cộng nó nặng hơn. Thì cái này nó không phải như vậy. Mà tiếp 1, tiếp 2 nó thuộc vào nhóm. Cái nhóm tiếp 1 đấy thông thường liên quan đến vấn đề là gia đình là có người tiểu đường và di truyền. Thậm chí là từ mẹ sang con cũng có nữa. Còn tiếp 2 thì cũng nhân chính của tiếp 2 cũng xuất phát từ cái tiền sử gia đình nhà ai mà có người bị tiểu đường thì cái thế hệ sau cũng dễ dàng bị mắc bệnh hơn. Đấy gọi tiền sử. Thế cái này nó là di truyền đấy. Ở người mà có cái chế độ ăn uống không lành mạnh, thiếu vận động, tập thể dục, béo phì đó, thì cái triệu chứng nó cũng giống như cái tiếp 1 thôi, nó cũng không có gì khác nhiều. Còn có loại tiếp nữa là nó không có tên tiếp gì cả, có loại đái tháo đường thai kỳ. Khi phụ nữ mang thai các bạn nên nhớ là có nhiều nhiều cái cơ quan ở trong cơ thể nó thay đổi, cho nên cái hiện tượng là mất cân bằng thì cũng có thể dẫn đến cái hiện tượng là bị tiểu đường trong cái giai đoạn thai kỳ. Cho nên ấy, trường hợp này thì mình không có nói, nhưng mà mình cũng khuyên các bạn một câu: trước khi quyết định mang thai, ở trong phòng Zoom ngày hôm nay mình thấy MC chắc là còn rất là trẻ, không biết nó có vợ hay chưa. Tất cả các bạn nữ cũng vậy thôi, chúng ta có con cháu chúng ta, để cho cái thời kỳ mang thai nó khỏe ấy, thì chúng ta phải cân bằng cơ thể trước khi quyết định mang thai.
Chứ mang thai mà dính cái trường hợp này thì nó hơi bị mệt đấy. Rất là mệt. Và cái bệnh tiểu đường ấy, thứ liên quan đến các bạn ấy, đơn giản nhất là trên, ở trên đây tôi cũng vẽ một cái bánh xe nó như thế này. Thứ đột quỵ, đau tim, rồi là nó phá hủy cái mạch máu ngoại biên. Thực ra cái động mạch, thực ra cái mạch máu nào nó cũng phá nha. Rồi là mạch máu của, rồi cái võng mạc nó ở mắt đấy các bạn. Rồi đục thủy tinh thể, tăng cái nhãn áp, tăng nhãn áp là khó chịu lắm, nó căng mắt lắm, mà nó không làm không xử lý nhanh thì có thể sẽ bị mù đấy, viêm đổ thống ấy. Rồi là bị lở loét chân tay, chủ yếu là chân là chính, rồi bị thần kinh ngoại biên đó. Thế thì nhưng vấn đề này nó đây thống kê là theo mình nghĩ là không có đủ nha, mà không đủ mà nó sẽ liên quan đến tất tần tật khi mà bị tiểu đường, tức là lượng đường trong máu cao. Thế lượng đường trong máu cao, bây giờ mình đi sâu vào vào một số cái tác hại của nó là chính đối với bệnh thận. Thì khi mà lượng đường ở trong máu cao ấy thì đương nhiên là nó phá hủy cái hệ thống mạch máu, mà ở đây đặc biệt quan trọng là những cái mạch máu nhỏ, chỉ cần một chút xíu thôi, một chút xíu mạch máu nhỏ nó bị sơ vữa này thì đã phức tạp rồi. Khi lượng đường trong máu cao thì nó lại kích hoạt nhá. Cái gay nhất là nó lại kích hoạt cho cái bộ phận não bộ như đấy, các bạn thấy đấy, bộ phận não bộ của chúng ta đưa ra một thông tin là thèm ăn đó, đưa thông tin thèm ăn, đường trong máu đủ rồi đấy. Cho các bạn thấy những người mà tiểu đường mà là thèm ăn chứ lắm, rất là thèm ăn. Đường đường trong máu cao rất là thèm ăn, mà thèm ăn thì chúng ta lại nạp đường vào, mà nạp đường vào thì lại dư đường, nó cứ vòng luẩn quẩn như vậy. Và khi đường đường trong máu cao ấy thì nó dẫn đến cái hiện tượng đầu tiên là chúng ta để ý là nguy hiểm nhất là cái hệ thống mạch máu dần phá hủy. Mình chưa nói đến vấn đề tế bào, khi trong máu cao nó đẩy ưu trương đấy, ưu trương cao là phá hủy tan nát luôn. Các bạn có tin là người ta lấy nước đường để rửa vết thương không? Để vết thương đấy, tức là gì, người ta dùng cái dung dịch đường ưu trương rất là đậm, người ta đổ vết thương, người ta rửa. Bây giờ thì nó dễ rồi, nhưng ngày xưa là chiến tranh ấy, là trong cái trường nhiều khi phải dùng những biện pháp như vậy. Thực ra người ta làm các cái chú bộ đội ngày xưa ấy, người ta rất thông minh, bởi vì khi đưa cái dung dịch đường nó cao như vậy vào chỗ vết thương thì nó sẽ làm cho cái con vi trùng ấy tiếp cận với đường đường này, nhưng mà ở cái nồng độ rất là cao, nó ưu trương cho nên nó khát, nó khô nước, nó chết khô nó chết à. Hay trong mật ong cũng vậy thôi, mật ong cũng ưu trương giữa vết thương. Ngoài vấn đề cái kháng sinh tự nhiên là cái paraproteinase của cái dạng của ong ra thì nó còn có cái đó nữa. Và các bạn có thấy không? Khi cái đường ấy mà các bạn rất là ngọt như thế, nhưng mà chúng ta để chúng ta thấy đâu nó có hư đâu. Cho nên là gì? Cái khả năng phá hủy tế bào của đường rất là cao, chứ không phải là gan thận không. Thế bây giờ mình đi đến cái thận thì nó như thế nào? Khi mà người ta bị tiểu đường thì theo như cái phân tích của mình lúc nãy giờ ấy, thì các bạn phải thừa nhận mình là thận nó cũng phải có mao mạch, cũng phải có mạch máu, đương nhiên nó sẽ phá hủy chức năng thận. Nhưng mà các bạn nên nhớ còn một lượng đường nữa, do là nó ở cái màng lọc của thận, nó ngăn cản hoạt động của thận. Cho nên 100 ông tiểu đường thì mình nghĩ rằng đủ 100 ông yếu thận. Các bạn có thử xem đi nha. Và những người bị tiểu đường như vậy thì các bạn ấy ở thành phố thì khó, nhưng mà ở vùng nông thôn thì rất dễ quan sát. Những người nông dân là những người mà ta làm ruộng cơ mà họ bị tiểu đường ấy, chúng ta nhìn thấy cái cổ chân trở xuống, chúng ta thấy rất là dơ bẩn, cứ như là cổ trâu ngoài Bắc ấy, nó không có trắng trẻo sạch sẽ. Và thành phố là các bác ấy chăm sóc tốt hơn ở nông thôn cho nên khó nhìn hơn. Cho ở nông thôn mình đi mình nhìn xa, thấy ông này nghi tiểu đường rồi, hỏi đúng thật,
và cái chân của bác sĩ cổ châu mà. Vì sao lại như vậy? Thì nó có một cái cơ chế như thế này. Cơ thể con người ta thì độc tố có xu hướng di chuyển từ điểm cao nhất xuống điểm thấp nhất của cơ thể. Thế cao nhất là trên đầu, mà thấp nhất là bàn chân. Thế thì khi mà bàn chân mà chất độc nó dồn xuống bên dưới, cho là lấy chất độc trong cơ thể ra, mà lấy hay nhất phải nói lấy ở bàn chân. Còn cái đại tràng là mình không nói nữa, đại tràng nó là cái đường thông rất là rõ rồi. Sau đại tràng là cái bàn chân đấy. Chất độc nó dồn từ trên xuống dưới đó. Thế bây giờ người ta bị tiểu đường. À, bị tiểu đường, tức hàm lượng đường trong máu cao thì nó sẽ phá hủy tế bào. Và nó làm cho ngăn cản quá trình trao đổi chất của tế bào. Cho nên ấy, tế bào ở khu vực bàn chân, ở khu vực chân đấy, đã bị gì? Đã bị chất độc nhiều rồi. Bây giờ cộng thêm chất độc ra tiểu đường nữa. Thế là chết bảo nó chết. Nó chết rồi nó hoại tử thôi. Cho nên là các bạn nghe OBB, bạn Ngọc Ngọc và đưa đến cái hình ảnh mình nó thối cái bàn chân ra ấy. Đó. Là do chất độc từ ở trên cao chuyển xuống bên dưới. Đây là một cơ chế tự nhiên mà các bạn có muốn đảo lại không đảo được. Nè. Để bảo vệ cái lão đấy. Tạo hóa mình hay lắm. Hy sinh chân nhưng không hy sinh lão. Cho nên là khi thấy bàn chân của chúng ta có hiện tượng mà dơ mà kỳ nó không ra thì chúng ta phải nghĩ ngay đến cái chuyện có chuyện này này. Có chuyện đấy chứ không phải là không đâu. Bởi vì sao? Bởi vì á là cái tế bào chết không thoát được. Nếu nó chết nhiều, cái tốc độ chết tế bào nhanh quá, nó không thoát kịp. Nó gây đến những cái mảng bám thì mình cảm giác nó như là kiểu chân bị dơ bẩn đấy. Cho nên đó, khi mà chúng ta quan sát người thân của chúng ta là có hiện tượng đó thì chúng ta phải cần phải nhanh chóng thải độc chứ không thì và cũng phải kiểm tra ngay cái đường huyết và chức năng thận. Thế thì khi mà thận nó mà đi thì nó dẫn đến gì? Tim đi, mạch đi. Mà thật nó đi đi toàn bộ cơ thể luôn chứ đừng nói là chuyện tim mạch. Vì nó là gì? Là trung tâm của tiểu vũ trụ. Chủ thủy, sinh tinh, tích cốt. Chỗ nào có nước là chỗ đó có thận. Chỗ nào có xương, chỗ đó có thận. Chỗ nào có chất nhầy, chỗ đó có thận. Thế các bạn nhìn thấy trong cơ thể mình, mấy cái thứ đó, nếu mà hết rồi thì cơ thể tăng đâu còn đâu. Thế thì khi tim nó đi, à, khi thận nó đi, thì nó yếu đấy, mình không gọi nó đi thì nó quá đáng, nó yếu. Thế các bạn thấy điều gì xảy ra? Mình nói dần liên quan đến tim mạch. Thì cái đầu tiên đấy là lọc máu không tốt. Chỉ cần một cái chất ở trong đó thôi mà không được đưa ra đúng danh định, đúng định thì đã gây đến cao hoặc tụt huyết áp rồi. Ví dụ như muối. Bởi vì muối tính chất của muối là than. Nó chứa nước, nó chứa nước cho các bạn ăn mặn các bạn cảm thấy khát nước, bởi vì muối nó chứa nước lại. Thế hàm lượng muối ở trong máu cao, mà muối ở đâu mà cao? Xin thưa các bạn, muối này là do chúng ta ở trong đó nó xảy ra hàng loạt các cái phản ứng sinh hóa trong cơ thể, và các phản ứng đó nó có những phản ứng là axit tác động với bazơ. Thì đương nhiên đây là phản ứng trung hòa tạo ra muối và nước. Cho nên đấy, không phải là chúng ta không ăn muối ăn nhạt nha, mà trong cơ thể ta nó không có muối đâu, nó có đấy, nó vẫn có cho cơ thể tự sản xuất ra. Cho nước tiểu ta lúc nào cũng mặn mặn đó. Thì bây giờ nếu như thận, cái màng thận nó làm cho cái muối này thoát ra nhiều quá thì muối ở trong máu sẽ thấp, sẽ dẫn đến hai cái tình trạng không hay cho cơ thể chúng ta. Đó là gì? Tình trạng nhất là mất cân bằng điện giải. Nói đến điện giải thì các bạn phải nhớ đến người say nắng. Người ta say nắng đấy, nó ngất xỉu luôn đấy, là do mất cân bằng điện giải. Vì sao vậy? Bởi vì trong một thời gian ngắn mồ hôi ra quá nhiều. Mồ hôi nó ra thì nó mang theo một lượng muối nhất định đi ra. Khi mà được muối ra như vậy, ra nhiều quá thì
cái môi trường điện giải nó không bảo đảm được nữa, người ta gọi là mất cân bằng điện giải. Thế là lúc này chúng ta cứ bình tĩnh đưa nạn nhân vào chỗ dập nằm nghỉ và cho người ta uống thìa nước mắm hoặc nước muối gì được nữa, được vừa thôi. Mình cứ cho uống một muỗng canh nước mắm ấy, mình pha chút chút nước nước nhạt vào cho nó nhạt một tí cho uống, thì chỉ một hồi cái là đã tỉnh này. Đây là gì? Mất muối đột ngột. Cho nên trong cơ thể là rất cần muối, trong máu rất cần muối. Hay là những bạn bị cái câu các cụ hay nói là Tào Tháo đuổi đấy, nói câu này thì có ông có đuổi ai đâu, nhưng mà không biết tại sao mà có câu này nữa. Thế thì khi mà mất nước, trao đổi là mất nước nhiều quá, thì trong đó trong quá trình đi cầu và tiêu chảy như vậy thì cũng mất muối nữa. Cho các bạn thấy đến bác sĩ người ta truyền ngay cho nước, trong đó có chai natri, cái gì là nước mặn đấy, để giữ lại cân bằng điện giải. Hay là trong cái uống nước uống, đối với những người bị mất nước như vậy thì ở Việt ở nước ngoài mình không biết, nhưng ở Việt Nam có gói Orezon, tức là gói này pha đúng 1 lít nước. Bà công nhân đây mình khuyên các bạn rằng khi nhà sản xuất đã ghi các bạn pha đúng 1 lít thì các bạn phải pha đúng 1 lít. Bởi vì sao? Bởi vì người ta tính toán rồi, pha đúng 1 lít như vậy thì đây là một cái dung dịch đi vào cơ thể là nó đẳng trương, nó cân bằng. Chứ đừng có cái kiểu mà pha mà lại pha ít nước thì nó ưu trương đấy, nó ưu trương nó lại phá tế bào đấy. Uống hôm nay không hết bỏ, mai pha tiếp, chứ không được cái không được là thấy cái tưởng nó tốt mà pha đặc mà uống là không tốt, pha đúng là tốt, nên pha đúng là tốt. Còn nếu mà pha loãng quá cũng không tốt. Các bạn có tin được người ta bây giờ đây mà truyền chừng khoảng nửa chai nước cất rồi, một chai hoặc là 1 lít nước cất rồi là chết không? Ưu trương máu loãng chết luôn đó. Cho nên là phải cân bằng trong cái nước truyền dịch của người ta đưa vào cơ thể, người ta đã tính toán cân bằng rồi. Mình không nên là không nên là cải biên, các nhà khoa học đã tính rồi. Thế này bây giờ do chức năng của thận có điều gì đó thoát cái muối ra nhiều quá, cho nên máu của chúng ta bị thiếu muối. Thứ nhất là mất cân bằng điện giải, thứ hai là không đủ muối, cho nên là sẽ bị thiếu nước ở trong máu, hiện tượng máu đặc. Và đây nó cũng kéo, khi bị thiếu như vậy thì nó sẽ kéo huyết áp ra tụt xuống đấy. Huyết áp tụt mà lại bị nhiễm mỡ nữa thì nguy hiểm lắm các bạn, chết như chơi, cực kỳ dễ chết. Cho nên là dưới nhà y người ta thường nói huyết cao huyết áp ta không sợ mấy, mà sợ nhất là mấy ông tụt đấy. Mấy ông tụt huyết áp là dễ đi lắm. Tại sao lại dễ đi? Bởi vì ví dụ như máu mà nhiễm mỡ mà huyết áp mà tụt, khi mà cái máu nhiễm mỡ thì máu nó mỡ nó liên kết các cái hồng cầu là thành chuỗi mà. Thế khi mà đi vào cái mạch vành, cái đoàn hồng cầu này như đoàn xe đi vào mạch vành mà nó nối nhau dằng nhằng nhằng, nó nối với nhau khúc đầu á, mấy cái xe đầu nó một cái đi được. Thế về sau này là về sau là càng sau nó càng to ra, ví dụ vậy đó, nó biết ngay ở cái mạch vành, ngay cái đầu van luôn, chết, đang ngồi là gục xuống là chết thôi. Cho nhân tiện đây mình cũng cảnh báo với các bạn, những người lâu lâu có cơn đau thắt ngực trái, các bạn phải nín thở đấy, nó mới hết cơn đau. Nó chỉ diễn ra trong cùng khoảng 1-2 giây thôi, rồi nó cho qua đi, trong lâu lâu lại bị tái lại. Thế là cái hiện tượng này các bạn phải cần hết sức cảnh giác về gì? Mạch máu của các bạn. Chứ không thì các bạn là đột tử đấy. Chiều nay đi vẫn chơi thể thao nhưng mà quay trường sáng mai là cao phó. Đi rất ngọt. Tức là đơn vị tính nó sống không phải tính bằng phút đâu, tính bằng giây đấy. Cho nên là không được chủ quan. Chúng ta phải lắng nghe cơ thể, xem cơ thể đang báo cái gì. Đau thắt này thôi, phải lín mạnh nó mới chịu nổi. Ở ngực trái đấy, phía trong. Thì đó là những cái biểu hiện nguy hiểm chứ không phải biểu hiện tầm thường đâu. Nó còn nguy hiểm hơn cả ung thư ấy. Còn chết nhanh lắm. Đó. Ngược lại, bây giờ này cái máu nó thì không thận nó không đẩy được muối ra,
chứa trong máu nhiều muối quá nha, vượt cái ngưỡng là đủ để cân bằng điện giải. Thế thì lúc này lượng muối dư thì nó thế này, giữ nó chữ chữ nước lại. Nó thì chữ nước lại nó làm cho tổng nước và tổng lượng máu cần thiết trong cơ thể tăng lên. Nó, cái tổng số này tăng lên. Khi nó tăng lên mà cái thể tích của mạch máu và tim nó đâu có thay đổi đâu. Cho nên buộc phải ép xuất lên. Thì lúc này là cao huyết áp. Cho nên là những người cao huyết áp bác sĩ thường khuyên ta ăn nhạt là như vậy. Ăn nhạt là một trong những biện pháp, nên là một trong biện pháp để giảm hàm lượng muối, là một thôi nhé chứ không phải là hết. Thế thì các bạn thấy rõ ràng gì, từ tiểu đường nó đánh trong thận, thận trục trặc phang về tim, nhưng mà cái đó là tác dụng đơn, còn tác dụng kép của nó là nó còn thêm cái nữa là đường máu trong máu cao, mỡ trong máu cao, đường trong máu cao, thì nó dẫn đến những nguyên nhân là những cái đường dẫn nó lấy mình cho các bạn thấy đấy, gây hiện tượng thèm ăn, khó giải phóng chất béo nội tạng, mỡ nội tạng và mỡ nội tạng rồi mỡ gan đã cao rồi thì còn cao thêm nữa. Đó. Trong đó lại quay trở về đánh tuyến tuyến beta, đánh tế bào beta, bởi vì khi mà mỡ nó cao lên thì nó ngăn cản được quá trình trao đổi chất của tế bào beta ở tuyến tụy. Và đặc biệt đường nó cũng ngăn cản nữa. Đó. Nó ngăn cản nữa. Thế thì bây giờ này, khi mà chỉ cần lượng đường trong máu cao chứ chưa cần phát hiện bệnh tiểu đường, nó ngay lập tức là não nó điều khiển ngay cho cái tuyến tụy sản xuất nhiều insulin để chuyển hóa đường về tế bào. Nhưng mà chuyển hóa nhiều đường về tế bào thì cái điều nguy hiểm xảy ra, nó dẫn đến hiện tượng ưu trường ở tế bào. Mà lúc này nó đâu phải là một tế bào chỗ nào đâu, tế bào chỗ nào cũng dính nó cả. Đó. Tế bào chỗ nào cũng dính nó cả, đã gọi là ưu trường tế bào thì chỗ nào cũng bị, chứ không phải động mạch máu không đâu các bạn. Cho chủ đề hôm nay nói về tim và thận thì mình đi sâu cái này một tí, chứ còn thực ra đánh toàn bộ cơ thể chứ nó đánh không phải đánh một chỗ nào, phải một chỗ nào đâu. Tại sao mà nó làm cho hư mù mắt, tăng nhãn áp mắt, đặc biệt những tế bào thần kinh, tế bào rất nhạy cảm, thì khi mà bệnh tiểu đường nó sẽ tấn công ở chỗ này. Lúc đầu thì cảm thấy khó chịu, về sau bắt đầu tê bì tê chân, nó đánh vào thần kinh ngoại biên mà, nó tiêu diệt, nó không để cho kênh hoạt động, nó kênh cảm thấy tê bì. Sau cái giai đoạn tê bì đó là rất dễ dàng đi đến giai đoạn hoại tử. Hoại tử ở đây nó có hai cái trạng thái, một là tự nó chết, tức là tự tế bào nó chết, nó dẫn hoại tử. Cái thứ hai nữa là do thần kinh ngoại biên bị chết cũng dẫn hoại tử. Các bạn chắc biết khi người bị bệnh bệnh phong đúng không, miền Nam gọi bệnh phong, miền Bắc gọi bệnh húi đấy, cùi húi đấy. Bệnh phong hay bệnh ngoại còn gọi bệnh cùi húi. Bệnh này biết là Việt Nam nổi tiếng nhất là có nhà thơ Hàn Mặc Tử cũng bị cái bệnh này. Là gì, khi mà trên da bị mắc bệnh này trên ở ngoài da thôi thì cái nó sẽ là gì, nó vô hiệu hóa cái thần kinh cảm giác. Cho nên các bác sĩ người ta khám đây có phải là vết chàm hay vết húi không thì người ta bảo quay mặt đi, và đấy khi chích pháp ở chỗ đó, thậm chí có người ta cầm cái quẹt ta quẹt nóng vào đó, phải lấy cái nhang dí vào đó mà bệnh nhân không phản ứng, có nghĩa là không cảm nhận được đâu, không cảm nhận được nóng, thì chứng tỏ anh đã bị bệnh phong. Đó là tiện đây là các bạn cũng biết là cách khám bệnh từ bệnh phong luôn luôn đúng không? Coi chỗ nào ví dụ trông như đám hắc lào gì đó, cái da khác thường mà chỗ đó mất cảm giác thì nó là bệnh phong đấy. Thì cái bệnh tiểu đường nó liên quan cái này, nó cũng vậy thôi, nó tấn công ở thần kinh ngoại biên. Thực ra nó không phải ngoại biên không đâu, tất tần tật đó. Nhưng mà cái thần kinh ngoại biên nó mất cảm giác, à quên, nó bị chết, thế là nó bị mất cảm giác. Thế là bắt đầu khi người ta đi ra ngoài kia, người ta bị va vào cái gì một cái chảy máu rồi về băng lại, có khi nó khỏi, nhưng mà người ta không biết rằng nó còn đang đau, cho nên người ta không vệ sinh nó, người ta không bảo quản được nó được nữa, không bảo dưỡng nó tốt được nữa. Đau thì người ta mới bảo dưỡng, mà không đau thì ít bảo dưỡng. Thế cho nên là gì, người ta dễ dàng bị nhiễm trùng,
Cái thứ hai nữa là gì? Ví dụ như là người ta đi, người ta đạp vào cái gai, thì nếu mà cái thần kinh ngoài biên nó tốt thì nó mình cảm nhận được đau, nhưng mà do nó chết rồi nó đâu cảm nhận nữa đâu, nó cảm nhận nữa thôi, thế là cuối cùng là về nhiễm trùng nào hay luôn đấy. Cho nên là gì? Vừa nhiễm trùng chủ động mà vừa nhiễm trùng thụ động. Cái chủ động là do độc tố nó dồn xuống bàn chân, nó làm cho tế bào nó dễ bị chết, mà chỗ nào chết nhiều thì chỗ đó nó chỉ bị hoại tử thôi, nó tự nó hoại tử, tự nó thủng thịt ra. Cho nên nó cứ tháo chi tháo chi tháo dần nhé các bạn. Như vậy thì chúng ta đã thấy rõ ràng là xuất phát chỉ từ bệnh tiểu đường thôi, bắt buộc nó sẽ hư thận, bởi vì cái đường đấy nó tấn công vào thận rất là nặng, bởi vì nó máu đến thận thận lọc mà, thì cái lượng đường, một lượng đường rất là không nhỏ đâu, nó bám này thận, nó dính vào thận, nó ngăn cản hoạt động của thận, mà thận đi rồi thì tim đi, mà không phải đầu tim không mà đi tất tần tật, mà thận là cái nhà máy xử lý nước thải mà cái nước thải này mà không xử lý được tốt thì đương nhiên là chỗ nào cũng cũng uống nước bẩn, uống nước dơ, toàn bộ hệ thống tế bào người ta bị hết. Đó. Thận không chỉ tốt thì dẫn đến gì? Tim mạch. Và một cái vòng tròn luẩn quẩn nữa là gì? Khi lượng máu cao thì nó lại kích thích thèm ăn, lại dư đường nữa, rồi nó là quay về nó tấn công hệ thống mạch máu, nó làm sơ vữa tim mạch. Thế thì các bạn thì xem trong là trong cơ thể của chúng ta có cái tế bào nào mà nó không có mạch máu bao quanh hay không? Nếu như tế bào nào mà không có mạch máu bao quanh thì chắc chắn là nó không ảnh hưởng bị bệnh được. Nha. Mà tế bào không có mạch máu bao quanh thì tế bào lấy gì để mà sống? Nó phải có mạch máu bao quanh tế bào để nó diễn ra quá trình đồng hóa và dị hóa. Quá trình đồng hóa dị hóa quá trình nạp vào thải ra thôi, có gì đâu mà đấy, thông qua hệ thống mạch máu đó. Thế thì rõ ràng khi mà hàng ngày đấy chúng ta phải biết lắng nghe cơ thể của mình, lắng nghe cơ thể của mình. Một diễn biến từ bàn chân chân lạnh, một diễn biến của bàn chân của người thân, trước đây thấy nó sạch óng ả đó, bây giờ sao nó bẩn bẩn như kia nhỉ, mang ra ngâm nước xong bắt đầu là lấy xà bông kỳ cũng không thấy gì cả, nó bẩn từ bên trong, thì các bạn phải nghĩ ngay đến cái tiểu đường ngay mà luôn nha, chứ không phải thấy bẩn bẩn mà không thấy yên trí đâu. Là đó là gì? Là tế bào chết là phía trong đấy, ở ngoài ta kỳ ra rồi, tế bào chết là phía trong chúng ta chưa kỳ ra được, do nhiều gì nó mới làm dưới da thôi, do nhiều tế bào bị chết quá thoát không kịp. Thế còn mà nó lỗ, nó đã lủng cho một lỗ rồi thì quá gì là rõ rồi. Hay là bây giờ khi mà tự nhiên ra thời kỳ này thế thích ăn đồ ngọt thế nhỉ, ăn xong rồi thấy mát thấy khát nước nhỉ, ô phải nghĩ ngay tiểu đường đấy các bạn. Thế thì vấn đề về cơ chế thì nói thật các bạn, nếu mà cuốn tiểu đường nó dày tới hơn 500 trang, nó nhiều lắm, nó phân tích cái từng từng cái phản ứng hóa học một ở trong cơ thể, cái chất gì đó, cái chất gì đó đi tác động tiết nhiên ra làm sao, nó nhiều lắm luôn. Nhưng mà đối với Ngày chúng ta ấy, muốn là cạnh nhà mình á, ông uống một ngày. đối với chúng ta chỉ cần hiểu đơn giản vậy được rồi, không cần gì phải đi sâu lắm. Chúng ta chỉ biết rằng bệnh tiểu đường thì chắc chắn là hư thận nè. Nếu mà nói theo góc độ đông y là 100% những người bị tiểu đường là bị ảnh hưởng thận, cho nên có nhiều bác thấy tao đâu thận tao vẫn bình thường có sao đâu, nó đầy sao rồi đấy chứ không phải là không sao đâu, và thận nó đi thì chắc chắn tim phải đi, mà tim thì bị tác động kép chứ không phải là bị tác động độc ở thận lên tim, mà do bị dư đường là tim đã đi rồi, đã yếu rồi, và tác động thận tác động ngược lên nữa, tác động xấu đấy. Còn tim là chịu tác động kép,
và mở rộng ra toàn bộ hệ thống tế bào ông ta bị tấn công do gì? Do đường nó ưu trương, tức nó dư đấy các bác, đủ là tốt, không được dư. Cho nên đấy, mỗi một người chúng ta cần phải có giải pháp, ta cần có giải pháp. Cái giải pháp thì cái tiểu đường là chủ yếu là chúng ta ăn uống thôi, chủ yếu là do ăn uống, do sinh hoạt, do thói quen, cái cách sinh hoạt ăn uống của chúng ta. Đấy. Thế này mình cũng mách cho các bạn là cái chất DNG ở trong cái lá dâu đấy, nó ngăn cản cái lượng đường để nó đi vào trong trong gan rất là tốt. Tôi tập cho các bạn cái hoạt chất DNG ấy, rất là tốt. Đây chính là theo mình nghĩ ấy, đây cái hoạt chất này tức là đưa vào cơ thể là một cái giải pháp gọi là phòng bệnh từ xa, giảm tải cho nó gan. Chứ đây là một giải pháp tốt đấy. Cái thứ hai nữa là để tránh cái bệnh thèm ăn thì có cái tinh chất của trái dâu, nó đốt cái mỡ nội tạng của chúng ta, đốt mỡ thừa, nó giải phóng cho năng lượng cho tế bào chứ không phải đốt nó bỏ đi, cho nên các bạn sẽ không bị thèm ăn nữa. Thì mình mách cho các bạn là hai cái giải pháp đó. Còn ngoài ra theo cái giải pháp cổ truyền đấy thì người ta còn có cái chiết xuất từ cái dây thiều canh, cái này bên Ấn Độ thì nhiều lắm, như thiều canh bên Ấn Độ người ta dùng cái này, người ta làm cái thuốc tiểu đường các bạn, rồi làm các thực phẩm chức năng để chế ra cái thuốc, các cái sản phẩm để chuyên đánh vào tiểu đường, trong đây thành phần cái canh chất là cao. Thế để nói về tiểu đường ấy, thì có ba về mặt cây cối hoa lá là có ba thứ nha các bạn, trong đó cây dâu hai thứ và cây thiều canh một thứ đó. Cái đó là cái rất là tốt. Còn về góc độ thói quen thì sao đây? Thì bắt buộc mỗi người chúng ta phải đưa về cơ thể về trạng thái cân bằng. Bởi vì sao? Bởi vì tổn thương chức năng gan thì rất dễ bị mắc bệnh gan. Gan mà nó rối loạn chuyển hóa một cái một là chúng ta có chuyện đấy. Thì thực ra anh nhớ đoạn rồi nhiều ít thôi. Trong cuộc sống hôm nay cứ giận người này mai giận người kia, thế thì gan bị chắc luôn. Thế rồi đi buôn thì sợ nổ, nuôi heo sợ tai xanh, cái gì cũng sợ. Con thì là lên lớp 8, lớp 9 rồi, ra đường đi học thì sợ bị nó quấy, trẻ nó quấy giày này khác. Vẫn là suốt ngày cứ phải đằng đẵng đi theo, làm gì làm cũng phải chở con đi học trở về. À, tại sao tăng dùng giải pháp khác? Cái gì cũng sợ thế làm sao mà giữ được thận? Mà thận mà không khỏe được thì tiểu đường thì rất là dễ gần. Nó gần kế bên luôn. Cho nên hôm nay mình chia sẻ với các bạn một chút như vậy về cái đường dẫn của giữa bệnh tiểu đường. Nó liên quan đến thận và đến bệnh tim mạch. Nhưng mà cũng nhắc lại là nó không phải chỉ liên quan đến thần tim mạch mà nó liên quan đến tất cả hệ thống tế bào của cơ thể chứ không phải là tim mạch không. Là do gì? Do hàm lượng đường, tức là do cái dung dịch ở tế bào đấy là nó bị ưu trương về đường, mà cái đã bị đã ưu trương là chết chắc, là bị phá hủy. Có cái là nó bị nặng hay nhẹ thôi, tức là cái hàm lượng là cái nồng độ nó cao thấp. Đúng. Cho nên là chúng ta không được chủ quan đối với bệnh tiểu đường. Bây giờ thì mình xin nhường mic lại cho cả nhà mình, có gì mình giao lưu nhé. À, vâng, à, chúng ta liên tục đưa trái tim yêu thương lên. Cảm ơn thầy là người đã cho đi rất là nhiều trên các trang kênh YouTube. À, và các bạn muốn được tìm hiểu sâu sắc những cái giải pháp của mình, hoan nghênh các bạn click vào cái đường link Hồng Ngọc vừa mới gửi tên cái tin nhắn ở trong nhóm, và các bạn có thể kết nối trực tiếp với thầy. Và bây giờ cái thời gian dành cho các bạn, ai trong số các bạn có mặt trong phòng Zoom ngày này, bạn là cái người đang trên cơ thể mình có một cái chút vấn đề về sức khỏe, hoặc là đã biết rồi đi xét nghiệm, hoặc là chưa phát hiện ra, hoặc là người thân của mình giúp cho người thân của mình hỏi. Bây giờ là cái thời khắc mà cái thời gian cũng không có nhiều. À, dành cho các bạn mở micro lên. À, bạn là cái người được trực tiếp giao lưu với thầy hỏi để thầy trực tiếp trả lời cho các bạn.
Các bạn có vấn đề gì về sức khỏe có thể mở micro hỏi trực tiếp thầy ha. Dạ, các anh chị cứ mạnh dạn hỏi thầy đi ạ. Đây là cái cơ hội để mình được giao lưu với thầy để gỡ những cái khúc mắc bệnh tật ạ. Rồi, Đặng Cẩm. Cũng giống như Hải với mẹ Hải ạ. Là rất tuyệt vời. Dạ. Thưa thầy cho con hỏi. Dạ. Dạ. Bạn hỏi đi. Dạ. Dạ, chồng con năm nay 47 tuổi mà vừa rồi đi hỏi thì nó là bị tim. Tim do nó đập không có đều rồi nằm xuống ngủ thì nó lại ngừng đập. Mà bây giờ chồng con có triệu chứng là nằm xuống ngủ thì lại thở không được, cứ ngồi ngủ không. Lại thèm ngọt, cái chân thì nó lại cũng có màu đen như thầy nói nhưng mà nó lại nặng nặng hai cái bàn chân nó mỏi. Cái triệu chứng như thế nào xin thầy cho con biết. À, vâng, trước tiên là Đặng Cẩm Phượng, ai là người cho bạn biết tới cái phòng Zoom ngày hôm nay? Dạ chị Kiều Loan, ấy chị Hồng Loan. Dạ. Ok, rất tuyệt vời, chúc mừng chị đã quen được đến chị Tống Hồng Loan. Dạ. Đúng không? Vâng. Dạ dạ và dạ. Khi mà chị biết được đến cái Zoom này thì mặc dù là tất nhiên nặng vẫn phải can thiệp ở Tây y bệnh viện, nhưng mà để mà có được cái hướng tối ưu mang lại được những cái mà khắc phục cái giải pháp tuyệt vời nhất thì đương nhiên ở tại đây ngoài Phạm Văn Yên và cùng với câu lạc bộ sức khỏe và trung tâm ứng dụng khoa học tâm lý giáo dục, ngoài ra còn có thêm những cái giải pháp để hỗ trợ cho chị. À, vâng, và bây giờ thì sẽ dành cái micro này gửi tới thầy Yên để trực tiếp có thể giúp chị Cẩm Phượng có được những câu trả lời, những cái góp và những cái chia sẻ, những cái chia sẻ với chị Phượng những cái góp ý mà có thể tiết kiệm này hay là hiệu quả nhất ở tại đây. Vâng, mời thầy. Dạ. Chồng bạn nằm ngủ có nằm nghiêng được không? Dạ, chồng con nằm nghiêng không mà thầy. Không nằm ngửa được đúng không? Dạ. Nằm nghiêng sang bên trái bên phải? Dạ, chồng con nằm nghiêng sang bên trái thầy. Nằm bên phải, nằm nghiêng sang bên phải có nằm được không? Dạ cũng được, mà ít con thấy nằm bên trái không à. Thế nhà em đang ở đâu? Dạ, dạ nhà con ở bên quận 9 thầy, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ tôi cho bạn hai giải pháp nhé. Cái thứ nhất về nguyên nhân ấy là chồng bạn hiện tại đang bị chất độc rất là nhiều, là một khu vực huyệt phế dung. Dạ. Cái thứ hai đó là khả năng là nguy cơ là chồng bạn tiểu đường thật đấy chứ không phải không đâu. Nhưng mà thật yếu là chắc rồi đấy. Dạ. Chân mà đã bị như thế thật yếu là chắc rồi, không có được làm cái. Dạ. Nhưng mà nguy cơ cao là tiểu đường đấy. Dạ. Thế bây giờ khám chắc nữa thì có hai biện pháp. Một, về chỗ chúng tôi ấy, thì có hai cái điểm để kiểm tra chính xác xem là độc tố làm ở huyệt phế du nhiều hay ít. Thì bạn có thể là đến 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 Gò Vấp rồi. Hai là bạn sẽ đi sang bên trung tâm ứng dụng khoa học tâm lý giáo dục. Dạ. Thầy cho con xin địa chỉ. Bạn có số điện thoại bạn Hồng Ngọc phớt ra rồi, bạn cứ gọi điện thoại lúc nào đi thì tôi sẽ cho địa chỉ. Hồng Ngọc vừa với chuyển cái tin nhắn đó chị. Dạ. Vừa có một cái tin nhắn. Khả năng nhiều là bạn là không phải độc nằm không đâu, mà thỉnh thoảng có khi là ngồi, có khi ngồi nó còn đau. Chồng bạn có lâu quay bị đau dây thần kinh biên sườn không? Hôm trước con có đi lên trên bệnh viện tâm thần thì nói là nó bị nứt hai cái dây thần kinh, mà ảnh nói không có đau gì hết trơn á, mà con thấy cái triệu chứng ngồi đau ngủ đó con thấy nguy cơ, con thấy sợ lắm, mà con thấy anh cứ ngủ riết à. À, ngủ riết như vậy là chứng tỏ là chức năng gan là kém lắm rồi. Dạ, anh lúc này cứ ngồi ngủ không, không nằm một đêm là anh ngồi ngủ suốt đêm, mà cái hiện tượng là anh chạy xe nữa, cho nên con rất là lo, mà con không biết làm sao để con giúp chồng con hết. Bây giờ thì mình nghĩ chắc là phải nó làm hai chỗ đấy nhé. Dạ. Chứ còn mới là kéo theo cái tình trạng ví dụ lâu lâu có cơn đau đau từ đằng sau, đau xoáy về đằng trước ngực ấy,
Rồi mùng mấy hôm tới này thì chắc chắn là khu vực là phế du rồi đấy. Rồi bạn thỏa Con mãn xin, chưa? con dạ con xin thầy giúp đỡ chỉ dẫn con đi đúng để con giúp, dạ giúp cho chồng con hết bệnh. Chị Tống Hồng Loan ơi, em vừa đưa cái đường link đó, có cả sự kết nối với trực tiếp với thầy và với... À, chị Tống Hồng Loan có ở trong phòng không? À, chị có thể copy lại cái này và chuyển cho chị Đặng ha. Alo, chị Tống Hồng Loan ơi. Alo, không sao. À, vâng, và anh Say Ninh. Và anh Say Ninh có ở trong phòng ạ. Anh có thể copy cái đường link mà Ngọc vừa mới chuyển lên cái Zoom ở trong nhóm chuyển cho chị Tống Hồng Loan ha. À, để có thể hỗ trợ cho chị Đặng Cẩm Phượng chứ không là các ad phòng Zoom là không cứ biết. À, chị cũng chẳng biết nên là thầy ở đâu và cũng sẽ chẳng biết. Vâng. Và ok. Vâng, chúc mừng chị đã ngày hôm nay đã có mặt ở trong phòng Zoom này. Vâng, và tiếp theo là người muốn được hỏi. Và tại đây thì các bạn mạnh dạn mở micro ha. Chúng ta tranh thủ cái thời gian rất là quý ở tại đây. Ai trong số các bạn có người nhà nè, có người thân hoặc mình đã có vấn đề gì về sức khỏe cần hỏi, các bạn mở micro ra để hỏi trực tiếp với thầy ha. Để ông Ngọc giúp chị đặt các cái micro này. Rồi, ok. Và bây giờ còn các bạn nào có vấn đề gì nữa không? Toàn bộ trong phòng Zoom của chúng ta có mong muốn hỏi gì ở thầy nữa không ạ? Nếu không là chúng ta up phòng Zoom ở tại đây ha. Bởi vì để mà được gặp gỡ với thầy và có dịp chia sẻ như này thì không phải thường xuyên ha. Và đây là cái Zoom mà có thể nói đây là cái Zoom rất là Zoom hạnh phúc là chúng ta đến được cái phòng Zoom này là đã có những người thầy có những cái giải pháp bí quyết tối ưu nhất để giúp chúng ta có được những cái cách mà tự chăm sóc sức khỏe cho chính mình, làm chủ sức khỏe cho chính mình mà không phụ thuộc vào y bác sĩ. Đó là câu lạc bộ sức khỏe, đó là trung tâm ứng dụng khoa học tâm lý giáo dục đang mang tới một cái bảo pháp để tự chăm sóc. Vâng, ai đó? Chị Hồng Linh. Chị Lĩnh, chị Lĩnh. Alo, cho chị Lĩnh hỏi một thầy một tí. Vâng. Hồng Lĩnh. Mời chị. À, thầy cho chị hỏi là cho em hỏi là như em là bị suy giãn tĩnh mạch. Suy giãn tĩnh mạch ở khueo chân mà đi đứng rất là hay đau, đau nhất. Mỗi lần mà mình thả cái vớ ra là mình đau và có khi cả tê cả tay cả chân nữa. Ngoài ra thì mình còn mắc cái chứng bệnh là lạnh lạnh chân. Nhờ thầy có cái phương pháp nào hay Vâng, à, cảm thì ơn cho chị chị. đã ra câu hỏi. À, ngày hôm nay chị có mặt ở trong phòng Zoom do ai là người cho chị mật khẩu vào đây nè? À, chị là Phạm Hồng, học Phạm Hồng cho chị. Ok, rất là tuyệt vời. Vâng, chúc mừng chị. Và đây chính là cái Zoom mà Ngọc tin rằng tại đây chị tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được cái số tiền mà chị đi chữa trị bên ngoài kia gấp rất nhiều lần. Vâng, và bây giờ cái micro nhường cho thầy. Vâng, em mời thầy. Thầy ơi, thầy chưa mở micro thầy ơi. Có thể cung cấp cho tôi biết chỉ số huyết áo các bạn không? Dạ, em chào thầy ạ. Dạ. Em có kiểm tra huyết áp không? Dạ, huyết áp em thì kiểm tra vẫn bình thường thầy ạ. Thế thì khả năng là em bị suy thận dương nhiều nhá. Dạ, em vẫn thường xuyên đi khám sức khỏe. 6 tháng em đi khám một lần. Nhưng mà nói chung là bác sĩ thì nói vấn đề về thận thì không có gì. Em chỉ có cái nang nhỏ ở cái thận trái thôi thầy ạ. Bó tay. Thế này nhá, hôm nay tiện đây mình giải được cái đây là một cái câu hỏi của bạn cũng khá là hay và mọi người cũng cần lên ý. Lúc nãy thầy trường có nói rồi, ở Việt Nam nó hay lắm, có khí và huyết, ở Trung Quốc cũng vậy thôi. Thế thì đi khám bác sĩ ấy, thì người ta chỉ khám được cái hữu hình thôi, còn cái vô hình thì không khám được nha bạn. Đấy.
Mà con người ta là tồn tại vừa hữu hình vừa vô hình. Ví dụ như là tế bào này, mạch máu này, dây thần kinh này là những cái hữu hình. Thì máy móc của Tây là hoàn toàn kiểm tra được nó. Còn nó tồn tại những cái vô hình nữa. Đây mình nói mình chỉ các bạn, bạn có nhìn thấy thôi trên màn hình không? Dạ thấy thầy ạ. Ví dụ chỗ này là ấn đường, chỗ này là nhân trung, chỗ này là ấn đường, chỗ này là ninh hương. Thì đó là những cái huyệt nha. Dạ. Rồi đó là liên quan đến các cái huyệt đó thì các cái đường nối với nhau, không phải dây thần kinh nối đâu, mà đó là các đường kinh và lạc. Thì những dạ. đường kinh và lạc người ta có tới 72.000 đường kinh lạc cơ. Bạn hình dung 72.000 đường thì nó nhiều như thế nào, nó đang chằng chéo trong cơ thể nhưng mà nó đi có quy luật, nó đi có quy luật đàng hoàng. Cái này nó liên quan đến cái kia, tất cả các bộ phận đều được nối liền với nhau, đều được móc xích với nhau này. Thì đây là những cái đường hoàn toàn là vô hình chứ không có hữu hình. Mà đã vô hình ấy, thì tôi xin nói với bạn rằng ở trên thế gian này tính đến thời điểm này và 10 năm nữa, cho mình xa quá mình không nói, 10 năm nữa chưa có bất cứ một cái máy móc thiết bị nào có thể đo được nó. Đấy, chưa có máy móc bất cứ thiết bị nào đo được nó. Cho nên là khi chúng ta đi khám mà không thấy, không có nghĩa là không có. Đấy, thấy hay không là chính mình này, trên cái quái đời này, người là bác sĩ giỏi nhất chính là bản thân mình, không ai hết. Kể cả tôi cũng không phải bác sĩ giỏi cho các bạn đâu. Là chính bạn mới là bác sĩ giỏi cho chính mình. Mình sáng ra bạn đi vào nhà vệ sinh bạn tè, không bạn đi cầu, bạn phải biết ngắm nhìn cái cục phân của mình nó ở trạng thái như thế nào. Cái cục phân này nó phản ánh sức khỏe của mình tốt hay chưa. Ví dụ như cục phân ra mà nó láng nó nhắn như này, ô một tiêu chuẩn tốt, nhưng mà nó lại chìm chưa tốt, rồi nó lại không chìm, nó không láng thành khối, nó không đóng khối được mà nó cứ rời rạc ra chưa tốt, nó rời rạc ra làm thiếu chất xơ đấy. Thế ăn đủ xơ mà thì sao nó vẫn cứ nó không có mịn màng được, là bởi vì nhai ẩu quá. Hàm răng nó nhai ẩu quá. Các bạn có biết người ta sinh ra 32 cái răng không? Tạo hóa đấy. Có người 28 chiếc nhưng mà nói chung là con người ta là tạo hóa là để sẵn sàng chỗ cho 32 chiếc. Các bạn nên nhớ điều đó. Cái điều đó nói là cái gì? Cái điều đó nói tạo hóa dạy chúng ta, chỉ chúng ta gì? Chúng ta ăn cái gì? Ăn ít nhất phải nhai 32 lần cho một miếng ăn. Cứ đòi mỗi cái răng một lần thôi, chúng ta phải nhai 32 nhịp. Thế mai các bạn ăn, các bạn thử đi, xem các bạn nào đúng không? Đó. Cho nên mình phải biết quan sát. Rồi mình quan sát nước tiểu của mình như thế nào. Các bạn nữ thì ít, bạn nam đi tiểu có dùng mình hay không, dùng mình liên quan đến cái gì nó. Cho chính mình là bác sĩ cho mình tốt nhất này, chứ không phải ai hết. Thì riêng trường của bạn ấy thì chắc chắn là thần bạn có chuyện rồi, mà nó thật em không có gì, mỗi tội có cái nang, không có gì là mỗi tội có cái nang, như vậy là nó không bình thường nha. Đó về mặt hữu hình đã không bình thường rồi, chứ đừng nói đến mặt vô hình nữa. Tại sao lại sinh ra cái nang? Bởi thần kia không có, sao tại sao thần ấy có? Tại sao mình có mà người khác không có? Tức là nó bất thường, nó đang diễn ra một cái tượng mất cân bằng. Phải đấy, nó xác định nó lại. Thì mình trả lời cho bạn biết là trong trường hợp của bạn như vậy thì chắc chắn thần bạn là không bình thường. Dạ, bác sĩ cũng kêu em thầy ạ, là cứ ví dụ như một năm thì đi kiểm tra sức khỏe một lần, nhưng mà cái về cái nang đấy thì bác sĩ bảo là cái nang mỡ, cái cục mỡ thôi chứ không có gì cả, bám vào bên thận chứ không có gì cả. Em cũng thắc mắc như vậy là có cần phải can thiệp hay là dùng thuốc gì không, thì bác sĩ bảo không, cái đấy là cái một cái cục mỡ bám vào, thì em gọi là cái nang, nhưng mà bác sĩ thì cũng gọi là ma nang, mà bác sĩ bảo là cái cục mỡ bám vào cái thận chứ không có ảnh hưởng gì đâu, nhưng mà thực sự là em bị lệch.
Dạ thưa thầy, là em bị lạnh gan cách đây 10 năm rồi, không phải bây giờ nữa. Lạnh nhỉ? Dạ. Dạ. Lạnh làm sao mà nói tôi nghe đây. À, cái bàn chân của em á là luôn luôn lạnh buốt. Mà mỗi lần rồi, em xoa. Dạ em xoa là nó đỡ. Ý bà nói lạnh 10 năm rồi thầy. Đúng rồi. Bởi vì đó là sao? Đã bảo rồi. Thận chủ thủy sinh khí cốt, thận có thần âm thần dương. Mình đã bảo bạn này yếu thần dương rồi. Yếu này, tôi nhắc cho cả lớp mình nghe này nhá, để cả lớp mình lưu lại. Mình nhắc lần này lần thứ 3 này, các bạn nên ghi lại để tự lấy bác sĩ cho mình để khám thận nhá. Suy dương sinh ngoại hàn. Suy âm sinh nội nhiệt. Các bạn ghi xong chưa? Các bạn ghi xong chưa? Bạn nào không ghi thiệt nhá. Ừ? Suy dương sinh ngoại hàn và suy âm sinh nội nhiệt. Câu này không phải của mình đâu, mà câu này trong các trường y bây giờ đang đào tạo đấy. Ở đây các bạn không tin, các bạn ngồi gần nào, người quen các bạn là bác sĩ, sẽ có đúng như vậy không? Mình suy chẳng dương giống thức này làm cái gì cả. Sinh ngoại hàn. Ngoại hàn. Ngoại là bên ngoài. Ngoại hàn, hàn là lạnh. Ngoại hàn. Suy âm là sinh nội nhiệt. Chỉ cần hai câu này thôi, các bạn mai ra là lát nữa các bạn tự khám bệnh cho mình, được ra nhiều bệnh đấy. Dạ. Đúng rồi, suy dương sinh ngoại hàn, hàn chứ mày hàn nha các bạn. Bạn dạ, gặp thấy hàn chứ mày hàn nhá. Hàn dạ. Hàn là lạnh, còn hàn là tay dạ. Này, hàn là. Suy dương sinh ngoại hàn, đúng rồi. Dạ. Phúc Ngọc Dày nói đúng rồi. Em hỏi em một chút. Từ từ, đừng tham ăn quá, mình nghẹn cổ đấy. Các bạn ghi nhưng mà có nhiều bạn chưa hiểu. Dạ. Yeah. Suy dương. Người ta âm dương nó bằng như này. Nó bằng này. Ví dụ đầu đỏ này, đầu dương đây, đầu này nó âm đi. Dạ. Suy dương có nghĩa đầu này thấp hơn. Thấp hơn cái đầu âm. Thì bàn chân sẽ lạnh. Dạ. Và cơ thể là người khác chưa lạnh thì mình đã cảm thấy lạnh trước rồi. Dạ. Đó. Còn suy âm ngược lại. Là cái đầu dương thì nó cao hơn đầu âm. Dạ, nóng. Đó. Dạ. Thì cái bàn chân ấy bị nóng. Và tốt nhất là nó cân bằng như thế này. Dạ. Thế thì á, những người mà suy dương ấy mà, suy dương ấy thì nếu mà suy dương nặng thì dẫn đến tình trạng là ăn còn bị khó tiêu nữa. Là bởi vì sao? Bởi vì thận ở vùng thượng thận nó sinh ra hỏa khí, nhá. Cái khí này đưa lên tiểu trường và ruột non đấy. Đây là lần thứ hai mình nói các bạn nghe điều này. Sinh tiểu lên tiểu trường nó mới giải phóng cái dinh dưỡng ở ruột non đi. Nuôi cơ thể nó phải có năng lượng nó mới đưa đi được. Mà năng lượng này là hỏa khí do thượng thận nó sinh ra. Và chúng ta không cần tìm hiểu nhiều về làm cái gì. Nhưng mà các bạn chỉ cần biết rằng khi mà các bạn, một người đó ai đó mà người ta chưa lạnh mình đã lạnh rồi thì chắc chắn là suy dương. Là phía bên ngoài, lạnh bên ngoài cảm nhận mà. Đúng không ạ? Là suy dương. Còn suy âm. Suy âm thì nó là cái khí lạnh. Tức là khí dương là khí nóng, còn khí âm là khí lạnh. Khi mà suy dương mình nói đổi đến suy âm, tức là khí lạnh nó ít quá thì cơ thể nóng thôi, nó nóng bốc hơi nhanh, thành thứ dạ dày bị táo bón, đi cầu khó, lở miệng đấy nha. Và cái phần này nó liên quan đến gan, nó gọi là gan đấy. Cái khí nóng ít, khí lạnh ít quá thì khí nóng nó làm chủ cho nó đốt chứ cái gì đâu. Nó rất là dễ không ạ? Suy dương thì dương ít thì lạnh nó nhiều quá thì người ta chưa lạnh mình lạnh rồi. Còn suy âm thì bây giờ là khi âm ít quá là khí lạnh ít quá toàn là khí nóng không có đốt cái gì bay hơi hết.
phân mà nó bay hơi thì nó táo bón luôn, lở lét miệng, lở miệng đau đó. Thì bạn cần phải cân bằng lại. Ok, em rồi. Chúc mừng bạn Hồng Linh. À, bạn có thể kết nối với Phạm Hồng để làm thế nào để biết được tới cái bảo pháp mà cân bằng lại chính mình, mà không mà cái hiện tại mà bác sĩ nói là em là như vậy đó. Thì ở tại trung tâm, ông Ngọc được biết là đã đưa ra một quy trình rất hoàn hảo cho chúng ta. Và cái thể trạng của em thì đến với trung tâm, mà Ngọc nghĩ rằng trong thời gian ngắn sẽ giúp em có được những cái điều mà em mong muốn, mất đi những cái chứng lạnh chân, lạnh tay. Lạnh là không tốt rồi. Đó, về Ngọc học về ngành y, lạnh là không tốt rồi, không phải đơn thuần chỉ ảnh hưởng đến thận, bởi vì cơ thể của chúng ta nó là một cái thể thống nhất. Đó, tất cả các nội tạng nó đều liên quan tới nhau. Khi mà thận có vấn đề thì nghĩa là chức năng mà truyền tải máu đến tim thì nó có vấn đề, đúng không thầy? Và tất cả những như là về nó nhận cái nhiệm vụ, nghĩa là thanh lọc này, đưa những cái độc tố ra bên ngoài cũng bị ảnh hưởng. Và khi nó ảnh hưởng thì cả một chuỗi nó đều ảnh hưởng theo. Nhưng mà chúng ta biết cách tự cân bằng thì nó rất là đơn giản. Tất cả cái bác sĩ nói với em là nó cái gì nó bám ở trên thận ấy cũng đều gì ạ? Tiêu tan. Với cái phương thức cân bằng tâm lý sức khỏe, có rất nhiều người mỡ nội tạng hay là có những cái có những cái chứng bệnh như là Hồng Ngọc đã được từng thấy, được từng có những kết quả, có người đi cấy ghép tế bào hay thay thận nhưng mà cuối cùng vẫn không có đạt được cái kết quả như ý. Nhưng đến với quy trình tại trung tâm ứng dụng khoa học tâm lý đã đưa ra một cái quy trình để đã giúp cho họ có được cái cơ thể bây giờ. Ông bây giờ anh thường nói là gì? Đến bây giờ thì bình thường rồi, bây giờ có thể uống bia rượu được. Đây là cái mà thì không, đây đây là những cái kết quả, mà rất nhiều kết quả mà họ đã đạt được tại đây. Ok, chúc mừng em, liên hệ lại với Phạm Hồng nhé. Vâng, và tiếp theo cái micro nhường tiếp cho chị nào ở tại đây. Hồng Ngọc vừa lúc nãy nhìn thấy chị Khuất Thị Bích, đúng không? Chị muốn chia sẻ cái gì mà chị mở micro rất là lâu rồi, đúng không chị? Đúng không? Vâng, em mời chị. Chào cô Hồng Ngọc. Chào thầy giáo ạ. Mình hôm nay lần đầu tiên được vào. Cô Hồng Ngọc có nghe thấy mình nói không nhỉ? Có, nghe thấy. Rất tuyệt vời. Ai để cho chị cái phòng Zoom này, chị lần đầu tiên được ngồi ở đây ạ? Mình hôm nay lần đầu tiên rất hạnh phúc là được tham gia vào phòng Zoom, và mình cũng muốn được gặp thầy giáo và được gặp cô Hồng Ngọc, mình cũng muốn hỏi. Mình thấy bởi vì mình rất quan tâm đến cái bệnh tiểu đường, mặc dù là mình không dính nhưng mà xung quanh bạn bè mình rất là nhiều người dính. Vâng, thấy rất khổ sở. Để giúp cho chị có được câu trả lời thì em muốn biết là ai là người cho chị biết cái mật khẩu vào tới phòng Zoom này? Là Nguyễn Thị Hiền. Hiền là hệ thống của chị Nguyễn Thị Bình ở Hà Nội ạ. Vâng. Thì cái việc ngày nay anh Bình nhá. Vâng. Thế ai Bình thì làm sao lại có được cái mật khẩu này? Nhưng không sao, chị đã được vào đến đây thì không sao, thầy nhiệt tình giúp chị ha. Rồi, vâng, mời chị. Thế mình tưởng chị Bình là hệ thống ở đây. Đây đây là câu lạc bộ sức khỏe. Chị có vấn đề gì thì hỏi trực tiếp ở tại đây. Hồng Ngọc không có quen biết Bình ở ai ở tại đây cả. Chị có vấn đề gì hỏi trực tiếp thầy. Vâng, em mời chị. Mình thấy rất là nhiều người bị bệnh tiểu đường với bệnh thận ấy, thì mình cho mình hỏi là thầy quan tâm đến cái này, tức là thầy biết chăm sóc cái bệnh đó. Thì mình thấy có những người bạn phải đi chạy thận này, chạy thận quanh năm, thì có cái sản phẩm gì mà để cho cái người bệnh thận đấy uống để có thể cải thiện mà không phải đi chạy thận được không? Rồi, cái vấn đề này không cần thầy trả lời, Ngọc giúp chị luôn. Cái vấn đề không có thuốc thần thuốc thánh gì giúp cho người chạy thận khỏi được ngay chị nhá. Bởi vì cơ thể của chúng ta là một cái nghĩa là hoàn toàn đều phải ở cái trạng thái cân bằng. Làm thế nào để mình có được cái trạng thái cân bằng thì mình tự sẽ cái bệnh đó sẽ tiêu tan. Còn bây giờ ngày hôm nay ai đó cho chị cái thuốc là gì, cái sản phẩm gì nói là nó hết cái chạy thận hay là gì, đi dùng cái này vào mà không cần chạy thận, thì cái đó là Hồng Ngọc tin rằng là không ai dám nói cái điều này đâu. Vâng, và cái ví dụ như vấn đề trên cơ thể chị ngày hôm nay, chị đang gặp vấn đề hoặc người nhà của mình. Còn bây giờ chị hỏi cái vấn đề cộng đồng chung cho ở bên ngoài xã hội thì nó lớn lắm, mà thầy cũng vừa chia sẻ rồi, chị A thầy vừa chia sẻ rồi. Thì bây giờ chị là đang gặp vấn đề gì và người thân của chị đang gặp vấn đề gì, và ngồi ở tại đây hỏi thì càng tốt nào chị ạ. Còn bây giờ chị hỏi ở bên ngoài cộng hỏi cho xã hội rồi về mình chỉ cho họ thì đây là lỗi của thầy, bởi vì là chúng ta không thể làm cái lĩnh vực mà đi khám cũng vậy thôi, đến tận nơi thăm khám trực tiếp
để mới gì biết được là nhìn sờ gõ nghe đấy mới biết là hoặc là có vài những cái máy nó tới vài triệu đô đấy đúng không ạ, thăm khám còn không ra bệnh, huống chi là tại đây mà chị hỏi qua thầy mà lại ra ngoài kia chị chỉ thì cái Rồi, này nó mình hiểu rồi, mình hiểu nội dung của Hồng Ngọc nói là mình nên hỏi cái gì. Thế thì chính thôi bây giờ mình hỏi cho mình thôi vậy. Mình đúng cứ rồi nghĩ cho nhiều người khác nhiều quá. đúng Mình rồi hỏi cho mình ok bị mổ biếu cổ 2 lần rồi và bây giờ mình đi khám thì lúc thì nó suy, lúc thì nó cường giáp. Thế thì mình nên phải uống cái gì hoặc là điều trị cái gì mà thực lòng mình chán uống cái thuốc biếu cổ của nhà nước quá rồi. Của À, bệnh viện quá rồi. Ngọc cho chị cái đường link ở trong nhóm à, chứ còn ở đây thì thầy cũng không có cái sản phẩm cái thuốc gì cho chị dùng cả à, cái đường link đấy chị à, vâng à, chị có thể nghĩa là trực tiếp mà xin cái có cái đường link đó chị ha, đường link trong nhóm đó ok. Rồi, cảm ơn nhá. Cảm ơn thầy Hồng Ngọc nhá. Ok à, và ai nữa có vấn đề gì ạ, chúng ta hỏi ngay à, chúng ta hỏi ngay cái việc mà chúng ta đang gì ạ, cái việc mà chúng ta đang gặp phải này, hay ba má mình này, ví dụ như là bạn lúc nãy là bạn gì đó. Ừ, em đang hỏi bệnh cho anh cái coi. À, chào Hồng Ngọc, chị là Hoàng Bùi, lần đầu tiên chị mới đến được cái Zoom này là do Hồng Loan giới thiệu. Thì chị đang có ông xã là bị tiểu đường, biến chứng suy thận, chạy thận được 5 năm rồi. Đường mấy chứng chạy thận. À, rồi chị nghe thầy giải đáp thì chị mừng quá. Thành ra là muốn hỏi thầy để có một cái phương pháp gì mà mình có thể tự cân bằng để mà nó Mình xin hỏi. tốt hơn. Mình riêng xin hỏi. Đi là từ từ tí nhá, Van đi từ từ tí nhá. Bây giờ Ok. lô cho chị Hoàng Bùi trước. Vâng, anh xã của chị đang chạy thận đúng không ạ? À, tất nhiên Dạ đúng rồi. là trước khi mà đi vào cái lĩnh vực mà hướng cho chị tới được một cái giải pháp thì vẫn là nhờ thầy, mời thầy dành khoảng 1 phút hả, 1 2 phút là chia sẻ cho chị ở cái trường hợp này. Ok mời thầy ạ. Bây giờ anh xã của chị ngồi ngay đó đúng không ạ? Nếu mà có thể Dạ thì đúng rồi. cho thầy nhìn thấy anh xã của chị được trực tiếp luôn này cũng được ạ. À, rồi 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 đây anh xã chị đang ngồi đây à, anh đây ngồi chị. Đây anh xã chị Dạ alo. chưa 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 tới Sao gặp thầy. nhìn thấy nhỉ? Dạ chào thầy. dạ Ông học cho gia đình dùng cái. dạ Đâu rồi? dạ đây Hoàng Bùi đây thầy ơi. Đang tìm đây này. Dạ đây nè thầy. Alo thầy nhìn thấy chưa? Chưa. Ồ. Đây thầy ơi. Biết rồi, đang tìm, có hỏi gì ở Dạ. ngoài rồi gọi. Em chia sẻ to mà thầy không Bằng Hoàng Bùi đó thầy. không thấy nhỉ. Tay thầy ơi, hai người luôn thầy. Em đang đưa tay nè. Mà biết rồi bên bị che chỗ nào đấy chứ. Xã em mặc áo màu xanh, em mặc áo màu đen. Rồi cứ nhìn 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 lít chứ Hoàng Bùi là ra ngay à. Dạ. Hồng Loan. Thầy ơi, thầy có thể để đổi chế độ lại thành hai người thôi đó, giữa thầy với lại chị Hoàng Bùi thôi, là chị không cần, thầy Còn không đang cần phải nhờ ở nhiều người. ta đi ở đây rồi À, có Phúc sẽ đem Hoàng thui vậy An nữa trời hả? Hoàng Bùi sao đem thui để số điện thoại mà ghi số điện thoại này phải không Dạ, đang đang có hình ở trên màn hình luôn á thầy. À, số một điện hai thoại sáu là không. sáu Dạ, đúng rồi, 226. đúng rồi hai Không sáu chín nhưng mà không hai tám một một hai hai sáu. Không có hiện hình mà đây chỉ có hiện số điện thoại không ạ. Dạ Vẫn nhìn thấy rất là rõ thầy ơi, cái máy của thầy biệt sao vậy, căn phòng thì vẫn nhìn thấy rất rõ đó. Hiểu sao mà nó kỳ thế này chứ, khi nào bị là ai cũng nhìn rõ mỗi tôi Hoàng Bùi là không nhìn được. Bởi vậy bây giờ trả lời này nhé, Dạ. À, dạ nghe đây thầy chức ơi. năng Dạ. thận đấy nếu mà còn 20% trở lên Dạ. nha thì
còn có thể phục hồi được, nhưng mà đã dưới 20% tế bào thì cái này chắc bắt buộc phải đeo. Dạ. Đấy, bây giờ bạn một tháng là một tuần bạn chạy sân mấy lần rồi? Dạ 3 lần đó thầy. Vậy là tối đa rồi. Dạ tối đa rồi, nhưng mà ông xã thỉnh thoảng vẫn còn có đi tiểu được đó thầy. Vẫn còn nước tiểu một chút ít, chứ chưa có hẳn là không còn nước tiểu. Vẫn thỉnh thoảng vẫn còn đi tiểu được thì vẫn còn có hy vọng. Dạ. Lâu lâu thì vẫn còn tiểu được đó thầy. Ừ, lâu lâu rồi chứ phải ngày nào, mỗi ngày mỗi lần nhé. Sao anh nói đi. Mỗi ngày nó cũng còn một ít thôi. Một ít nước tiểu thôi thầy. Rồi. Nhà bạn ở đâu? Dạ Cần Thơ. Cần Thơ. Dạ. Trường hợp này chừng bà có khi nào lên Sài Gòn không? Dạ có. Rồi chừng nào bà lên Sài Gòn bà alo cho chúng tôi. Dạ, tại vì ông xã bị biến chứng chảy máu đây mắt, bị mù điểm vàng á thầy, thành ra thì lực rất là kém. Tức là bị tiểu đường biến chứng phải không? Dạ đúng rồi thầy. Biến chứng. Dạ tiểu đường biến chứng rồi, qua suy thận. Rồi chảy máu lên mắt, dạ. Thế chảy máu là do tăng nhãn áp mà không biết. Thầy ơi, em cho cái hình ảnh này lên á, thầy đợi em một chút à, để cho thầy nhìn rõ. À vâng. Tắt mic này, Hồng Ngọc tắt mic này. À, ok thầy, em giúp thầy chia sẻ lên. Dạ đây, dạ đúng rồi, em và ông xã đây thầy ơi. Rồi. Dạ. Cái này thần yếu phải rồi. Dạ. Thế bây giờ bạn cứ lên Sài Gòn này ghé trung tâm nhé. Dạ. Với lại cô giám đốc trung tâm để tôi sẽ có cái giải pháp để mà tư vấn trước. Dạ. Dạ dạ. Bây giờ mùa dịch vậy thì có đến được không thầy? Em nghĩ là chị liên hệ cô trước. Bây giờ chúng ta chủ yếu có cái cách. Vâng, có những mình đến mình ngồi ở ngoài cách nhau 2 mét, đeo khẩu trang. À dạ. Và chị liên hệ với chị Tống Hồng Loan có cái đường link đó và số điện thoại đó. Và sau đó là chị liên hệ trực tiếp. Thì sau đó là liên hệ rồi thì chúng ta mới xem cô hướng dẫn như thế nào. Chứ mà tự đến thì em thấy rằng nó cũng có khi là nhiều. Dù có dịch hay không có dịch mình vẫn liên hệ trước. Thì đó là cái mà cái sự sắp xếp cũng như là cái... bởi vì trung tâm của cô rất là đông người. Hoặc là có những lịch mà cô bay ra Phú Quốc. Hay có những lịch mà cô không có ở trung tâm. Thì cái đấy là mà tiết kiệm thời gian cho chị và đôi bên được việc. Ok, rất là tuyệt vời. Chúc mừng anh chị đã biết tới cái phòng Zoom này. Cảm ơn Hồng Ngọc và cảm ơn bác rất là nhiều. Cảm ơn Hồng Ngon và cảm ơn mọi người đã cho mình cơ hội được có mặt ở trong phòng Zoom này để hỏi về sức khỏe. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Chào thầy. Nhân đây nói cái bạn gì lúc nãy mà nói vào thận có lang nước đấy, có cái lang mỡ, có cục mỡ đấy, là bạn nên lưu ý về cái tình trạng thoái hóa cột sống, có thể là dẫn đến bạn rất dễ dàng dẫn bạn đến cái trường hợp mà tê mỏi vai gáy và giảm trí nhớ nhá. Cho nên dạ. bạn nào lấy bị thận đấy, bạn không khai ra nhưng mà khả năng bạn sẽ mắc thêm cái đó đấy. Mà tôi biết bạn bị rồi chứ không phải bị chưa bị đâu. Em bị suy giãn tĩnh mạch chân thì như hồi nãy em nói với thầy đó. Ừ. Nhưng mà em khả năng là cái cột sống của em nó bị thoái hóa rồi đấy.
tê nhất chân tay luôn, tê mỏi. Và bây giờ là vẫn nhất ở trong xương, nhất ở trong xương thầy ạ, y như là bị viêm vậy đó. Đúng rồi đó, những cái đó mà cứ đi bảo bác sĩ tìm không ra, thực ra nó là bệnh, nó là cái bệnh vô hình. Dạ. Khi mà bạn bị cái ở dưới như thế kia rồi thì đương nhiên chúng tôi sẽ biết là sẽ dẫn tới đầu nó bị đến đầu nữa. Dạ. Thì em cũng qua cái chương trình này thì được biết đến thầy, thì em cũng tâm sự nhờ thầy, thầy chỉ cho em cái phương pháp cũng như là cái cách để em chữa cho bản thân mình. Chứ em em cũng khi mà được biết đến cô Kim Sao Nhua là em rất là mừng. Cái ngày đầu tiên em lên đấy là em mừng vô cùng. Em nói em chỉ ước làm sao sức khỏe em trở lại bình thường. Người không nhức mỏi, không đau, rồi tay chân không lạnh. Sức khỏe được tốt là em mừng lắm. Chứ còn không cần phải làm gì, cũng không cần phải cầu ước gì thêm đâu ạ. Không đẹp cũng được, xấu cũng được, miễn làm sao khỏe ạ. Chúc mừng em được biết được đến cô tổng giám đốc Kim Sao Nhua thì là cái nơi, đây là cái nơi dừng chân rồi. Còn ở cái chỗ nào mà hơn nữa thì chị chưa nhìn thấy. Và tại đây mà cô ở trung tâm, ở nơi mà không giúp cho em có được cái kết quả tốt thì cũng chẳng có cái chỗ nào để mà tốt hơn giúp em cả. Ok, chúc mừng em ha. Rồi, dạ. Chúc mừng em. Rồi, ok, một lần nữa là mời anh gì ạ? Anh lúc đấy là anh Van Din đang mở micro mà muốn hỏi, nhưng mà bởi vì mọi người khác đang hỏi. Vâng, mời anh mở micro, anh chia sẻ. Anh muốn hỏi câu hỏi gì ạ? Tức là mình tên là Jin, nhưng mà chưa có biết cái cách. Vì lâu lâu bữa trước, bữa nay mi lại vào dom, cho nên là không biết là bấm chỗ nào để nó để nói. Bây giờ đang nói được thì sao? Vâng, nói được rồi anh ơi. Anh đang gặp vấn đề gì về muốn hỏi trực tiếp thầy ở tại đây ạ? Thì tôi với thầy Yên thì nói chung là cũng giống như là hai người bạn, cũng quen biết nhau lâu rồi. Nhưng mà có cái là thầy Yên cũng cho thông tin để vào dom ấy. Tôi cũng biết là vào cái chương trình này rất là hay, nhưng mà tôi cứ bận, nhiều công việc cứ bận, cho nên là hôm nay mới mở điện thoại ra thấy cái mật khẩu mới thì cái ấy thì liên lạc với thầy Yên để hôm nay nó cũng có thời gian thì vào. Cũng là đầu năm, cũng là may mắn là gặp được thầy Yên và Hồng Ngọc và mọi người. Thế thì xin cảm ơn. Và thì thực tế ra tôi thì xin hỏi mấy thầy Yên là bữa trước cũng có nói, bây giờ thì nói lại là tinh thần của tôi là nó bị tiểu đường mấy năm nay rồi. Đấy. Nó cũng có nhiều cái thứ bệnh lắm, nhưng trong đó lúc này nổi cộm nên là cái bệnh tiểu đường. Thế còn này vừa rồi là Tết này thì nó ăn uống nó cũng nhiều khi nhậu tí, mới ăn uống quá đà tí thì người nó cũng hơi mệt, nó bị viêm họng thì cái tật là mãn tính rồi. Thế thì ngoài ra cái huyết áp thì nó cũng có, nhưng mà nổi cộm là cái tiểu đường thì mấy năm nay rồi, nhưng mà cũng cứ uống cái này cái kia thì thuốc tây có, bảo hiểm thuốc tây có, rồi dược thảo thực phẩm chức năng có, nhưng mà bây giờ thì đường huyết nó cũng chưa ổn định được. Thì bữa trước lúc thì cao nhất là 17 feet mấy, còn thấp nhất thì cũng là 7-8 feet. Hiện nay Tết thì nó vào khoảng cũng hơn 10 feet đấy, nó cứ lên xuống thế. Thì tiểu đường hàng ngày tôi vẫn đo máy, nhưng mà bây giờ muốn làm thế nào để cho nó ổn định được ở dưới cái mức 6 phết thì nó về mức an toàn, nhưng mà cũng chưa có làm được. Thì vẫn cứ sống chung vậy thôi, sống chung với tiểu đường. Vâng. Trước tiên em chúc mừng anh Phan Vin. Vâng. Anh đã em anh là ai? Anh là bạn của thầy Yên thì còn lo gì? Anh thì không có lo gì. Cái vấn đề ngày hôm nay là anh có mở rộng có cái là của mình để đón không? Thì có cái là thời gian nó kẹt thì chú thầy Yên cũng rất là nhiệt tình và tâm huyết với tôi, thì tôi cũng cảm ơn, nhưng mà cứ bận quá, công việc thì cũng cứ bận nên là không có đi xa được. Đi ra đây Sài Gòn thì cũng mấy chục cây thôi, nhưng mà
Trước thì vẫn lên nhà chú bằng xe máy đấy, nhưng mà vì cái thời gian không có đi xa nó hay bị mất buổi, cho nên là cứ phải đưa đón các cháu đi học, nên là cứ không có đi xa mất buổi, đi xa là nó phải mất buổi nên không có đi được đấy. Thì thỉnh thoảng nó có cái Zoom này mà cũng gần bận không vào được. Anh Jin ơi, anh liên hệ với Zalo với thầy Yên đấy. À, sức khỏe của mình vô giá anh ạ. Sức khỏe là vô nếu giá. Nếu không thì nếu mà thời gian có hạn rồi thì có gì mai gặp thầy Yên trên Zalo cũng được. Trên Zalo thầy trao đổi, anh trao đổi trực tiếp, bởi vì thầy là người rất nhiệt tình mà hôm nay lại anh lại là bạn của thầy. Cái vấn đề mấu chốt mở tâm để đón giải pháp này giúp cho mình thay đổi không? Đây mới là cái mấu chốt. Anh ha, nếu anh mở tâm mà đón nhận thì nó kết thúc nhanh chóng, còn nếu anh chưa mở tâm đón nhận thì có lẽ rằng này nó diễn ra mãi năm sang năm nó vẫn diễn ra. Và và một ngày nào đó mình thế nào còn chưa biết. Đó cho nên là ok không sao. Cái mà ngày hôm nay anh cũng rất là đã may mắn là vào được cái phòng Zoom, được gặp gỡ rất nhiều người. Và trong phòng Zoom rất nhiều bác sĩ. Ok anh yên tâm ha. Và đã được biết đến thầy Yên và đã biết được đến những người thầy, đến đặc biệt là một quy trình rất hoàn hảo với cái tên là Kim Sao Nhua. Thì chúc mừng anh thầy Yên chia sẻ thì anh nên đón nhận. Cái này thì tôi biết cũng mấy tháng rồi, biết từ mấy tháng trước cơ, nhưng mà cũng cứ bận không vào được. Đấy, bây giờ thì đầu năm thì cũng là có thời gian thì vào này cũng tốt thôi, nhưng mà thôi để có gì, tức là cô Hồng Ngọc cũng gợi ý đúng theo tinh thần của tôi là sẽ gặp chú Yên trên Zalo. Thì bây giờ thời gian nó cũng khuya rồi thì để mai gặp Zalo thì sẽ hỏi thầy Yên. Thì cũng mọi khi không gặp này cũng có gặp trên Zalo đấy, là có. Nếu mà gặp trực tiếp thế này thì nó cũng có cái hay là nó mình nghe được nhiều cái ý kiến của nhiều người, nhưng mà trong đó có ý kiến của Hồng Ngọc hoặc thầy Yên hoặc một số thầy kết hợp lại thì có những mỗi thầy mình học được một chút thì Bây giờ Ngọc nhìn thấy tin nhắn của bạn Thọ. Thọ ơi, đây là một cái giải pháp mà cân bằng, đưa cơ thể về trạng thái cân bằng. Thì trên cơ thể mình có bao nhiêu những cái mầm chứng bệnh hay là những cái mà nó đã diễn ra, thì mình sẽ khi mà cân bằng về rồi thì tự cái đó nó tiêu mất, nó sẽ tan biến thôi. Tất nhiên là cần phải mình cần phải học, nó là một quy trình tự chăm sóc sức khỏe cho chính mình. Và Ngọc có vừa cái đường link, có vừa chuyển cái đường link cóp dán vào đó. Và hoan nghênh Thọ sẽ nhấp vào cái đường link đó. Thọ mở micro là ai là người giới thiệu Thọ đến đây nào. Vâng, em cảm ơn anh Văn Dinh đã có những cái trao đổi ở tại đây. Thọ mở micro nào Thọ ơi. Vâng, cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Thọ, không thì ok. Rồi, anh em hãy... ok. Rồi, Thọ hãy tìm đến cái người mà ai cho em sẽ comment xuống ai là người cho em cái mật khẩu để họ, để chị Hồng Ngọc là nhắc tên họ, giúp em có những cái sự kết nối để cho em cái giải pháp ở tại đây. Em nhắn tin lên là ai là người cho em cái mật khẩu phòng Zoom trong buổi tối ngày hôm nay. Rồi. Và tiếp theo nữa là bên chị Phúc Hoàng An, có một bạn nào nữa muốn hỏi đúng không? Bạn nào muốn hỏi thì chị có thể mở micro ạ. Và thời gian nó cũng có hạn. Vâng, rồi chị. Em Hoàng Phan á, Hoàng ơi, em đang còn ở trên Zoom không? Em mở lên để mà có câu hỏi với lại thầy Yên đi. Chị ơi, nhưng mà em không biết cách mở á chị. Rồi, ok. Nghe tiếng của em rồi đó. Được rồi. Nghe rồi hả chị? Ok. Đăng kiều chị. Hỏi đi em. Chị ơi, cho em hỏi là như ông xã em á, là bác sĩ khám là nó bị viêm gan mà dạng nhẹ á chị, nhưng mà bây giờ thì mỗi ngày là phải uống một viên thuốc, nhưng mà em thấy chồng em giống như là có cái triệu chứng mà hay buồn ngủ, giống như cái chị gì mới hồi nãy em có tình cờ nghe em thấy chị chia sẻ là chồng chị cũng hay buồn ngủ á. Rồi sorry, với lại cái này nó hơi tế gì chút xíu là ông xã em mỗi lần ăn cái gì vô là hay đi ngoài á chị, thì giống như nhờ chị, như là nhờ thầy giúp giùm giải pháp giùm em là có cách nào để cho cái tình, từ cái tình hình đó, như tình trạng đó, như cho nó bớt lại á chị. Em xin cảm ơn. Rồi. Vâng Hoàng ơi, dạ đúng rồi, em đưa cái phone lên để mà thấy mặt của em ha. Rồi là mình sẽ là trao đổi với thầy ha. Em xin mời thầy Yên giúp cho bạn. Thầy Yên.
Dạ thầy Yên. À, trường hợp của em ấy thì thứ nhất đấy là đại của chồng em, thứ nhất là đại tràng không tốt. Dạ. Thứ hai là thận thận dương, tuyến thượng thận bị yếu, yếu thượng thận. Dạ. À, ông xã em thì mỗi một lần như ăn ăn vô là hay đi ngoài, mà một ngày thì ảnh đi khoảng chừng 3-4 lần đó. À, em thấy ảnh không có lên cân, em muốn ảnh lên cân mà ảnh không có lên cân. Cái thứ ba là bị nhiễm độc gan, cho nên là chồng của bạn lâu lâu là miệng rất là hôi luôn. Dạ hôi miệng thì không có, nhưng mà ảnh thì lâu lại... lâu không phải là liên tục lâu lâu, ví dụ như lâu lâu sáng lại hôi hôi, xong bắt đầu là nó này nó tự nó hết mất, nó hôi chừng khoảng 1-2 tiếng đồng hồ nó hết mất đấy. Dạ. Đó, bạn phải là phải hỏi chồng bạn lâu lâu anh có bị như vậy không? Dạ. Thì mới biết nhé. Bởi vì cái trường hợp đó nó chỉ thoáng qua thôi, nó gọi là gan nó mở cái van của nó xả độc ấy mà, nó xả ra thì người ta hôi. Dạ. Hôi hôi tự nhiên hết, thông thường là sáng người ta hay bị. Dạ. Ảnh thì là ngủ triền miên như vậy là gan yếu. Dạ dạ. Bởi ngủ triền miên, nhiều khi đang ngồi nó nói chuyện thoại anh cũng ngủ được nữa. Bởi vì sao? Tai là khiếu của thận mà mắt là khiếu của gan. Dạ. Thị lực mà giảm, mà nói chung là mình thấy cái vấn đề mắt có liên quan là chúng ta nghĩ ngay đến gan, đó là đồng ý. Rồi tai mình bị ù á, là nghĩ ngay đến thận yếu. Dạ. Thế đó là những biểu hiện và bên sách đông y người ta đã dạy rất là rõ. Thế thì căn cứ các cái triệu chứng lâm sàng như vậy, thì mình khẳng định rằng đại tràng của chồng bạn không tốt. Dạ. Giống như là em muốn nhờ thầy giúp dùm là có biện pháp nào để cho tình tình trạng của ảnh được cải thiện. Chồng bạn cũng có khó, rất là dễ thôi nhá, rất là dễ. Thì cũng chưa cần đến chắc theo mình nghĩ chắc không cần đến thuốc đâu. Nhưng mà ảnh mỗi lần ăn là ảnh cứ đi ngoài một một ngày ảnh đi khoảng 3-4 lần. Cái chuyện đó là sẽ xử lý nhanh, trong vòng một tháng là sẽ hết. Dạ. Yeah. Vì xác lập lại cái trạng thái cân bằng trong cái ống tiêu hóa tự nó hết chứ có cái gì đâu. Em thì hay cho ảnh ăn yogurt, em ăn yogurt. Càng cho ăn rau càng cái đó rất nhiều thầy thuốc khuyên, nhưng mà trong cái cuốn tài liệu của nhân tố enzym của bác sĩ người Nhật đấy thì người ta càng ăn thì càng bị. Đây này. Dạ. Yeah. Càng ăn thì càng bị. Dạ. Cho em hỏi là người ta cứ lầm tưởng là gì? Người ta cứ lầm tưởng là cái men cái vi khuẩn đó nó vào là tốt cho đường ruột. Nhưng thực ra đâu không có đâu. Dạ. Tôi đọc cái cuốn sách này người ta phân tích rất là kỹ về da ua. Dạ. Chúng ta đang bị hiểu lầm. Dạ. Thì cái của em ấy là rất là dễ, không có khó nhá. Thế thì tôi nghĩ rằng ai mà cho em biết cái địa chỉ phòng Zoom này thì người đó đã biết rồi đấy. Dạ. Yeah. Em cứ liên hệ với cái người đó. Đó, người ta sẽ chỉ cho em cách làm cho dễ. Mày em bên Mỹ đúng không? Dạ, yeah, đúng rồi. Đúng rồi. Ở bên Mỹ thì còn nhiều chuyện lắm. Bên Mỹ còn cái chuyện nữa là cái chuyện hiểu lầm về bệnh nữa cơ. Dạ. Yeah. Ảnh bây giờ uống thuốc giống như... bác sĩ bên đây thì nói là ảnh bị gan yếu, uống mỗi ngày một viên thuốc, mà em không biết là thuốc đó nó có ảnh hưởng đến cái đường tiêu hóa của ảnh. Tại vì em hay em biết thì không biết em có biết sai không, nhưng mà giống như mình uống một cái như vậy. Em hình dung này, đây là cái ruột này. Dạ. Trên này cái lá gan này. Dạ. À, thế cái đầu ruột đầu ngay chỗ này, trên này đây chỗ này là cái bao tử này, cái đầu to là bao tử đi. Dạ. Đây là ruột, đây trở xuống thì cái khúc này người ta gọi là cái tá tràng. Yeah. Thì ở trên gan này này, ngay trước ống mật đấy, nó có một cái đường ống nó dẫn xuống cái tá tràng, nó dẫn ngay khúc đầu tiên của ruột non. Yeah. Là cái dịch mật, là gan nó chiết ra dịch thế nào nó nằm vào túi mật đấy. Rồi là kế đó thì có một cái lá tổ tuyến tụy nữa, nó đưa đường ống nhập vào đó đi vào cái ruột non đấy. Yeah. Thế thì mọi vấn đề ăn uống, dinh dưỡng, nha, tiêu hóa được hay không thì phần lớn là mở gan. Dạ. Nếu mà ăn không tiêu được thì chắc chắn là gan có chuyện,
không phải không bàn nhiều. Dạ. Mà ăn vào nhưng mà này không thấy tăng cân lên được, chứng tỏ thượng thận có chuyện. Dạ. Yeah. Oxy khi không sinh hỏa khí đủ để gì thăng hoa những cái dinh dưỡng ở ruột non đi nuôi cơ thể. Dạ. Yeah. Hôm nay mình phân tích đây là vừa tây và vừa đông y, chắc các bác đông y ở đây các bác cũng quá rành cái này rồi. Dạ. Yeah. Yeah. Mà anh ăn được lắm, ăn nhiều lắm mà em thấy ảnh cứ dậy hoài, ảnh không có lên cân mà lâu lâu ảnh xuống một phao. Cái này gọi là nuôi hoài tốn cơm đi. Yeah. Nhiều khi thấy ảnh ớn quá, nhiều khi mình cũng sốt rồi. Bài toán cân bằng cơ thể này là hết không có gì cả. Dạ, yeah. Vậy nhờ thầy giúp em. Nhưng... Bởi vì sao? Như... Từ ở đại tràng đấy cứ 2 phút rưỡi nó có một vòng quay lên gan đần, 2 phút rưỡi lên đần này. Dạ. Yeah. Thế mà cái đại tràng không tốt thì nó lên cái thứ không tốt, đào tốt lên thứ tốt. Dạ. Đại tràng mình là không tốt thì nó lên chứa cái không tốt thì nó phải lên cái không tốt thôi. Nó lên không tốt là nhiều thì gan lại bị bấy nhiêu. Cho nên ta chữa viêm gan đấy mà không để ý đến đại tràng là một sai lầm vô cùng lớn. Dạ. Còn như cái bạn lúc nãy đấy, bạn nói bảo thận có cái nang vô cùng bơ đấy, không việc gì là sai lầm to luôn. Bạn đủ chỉnh tí cốt. Dạ. Làm sao mà không đã có vấn đề bất thường ở thận như thế thì kiểu gì xương khớp bạn có chuyện. Yeah. Kiểu gì trí nhớ bạn giảm cũng được là chạy được. Yeah. Xong rồi, đúng rồi em cảm thấy đau nhức trong xương cứ đấy, nó đấy chứ đâu. Nó đấy. Rồi nó mất cân bằng một chỗ là nó phá hủy hàng loạt các chỗ khác, nhưng mà có gây một cái là gì? Con người ta nó không giống con heo. Yeah. Không giống con vật. Con vật đấy chủ yếu là cái phần xác thôi, chứ phần hồn nó không như mình. Còn mình có phần xác, phần hồn. Tức là có phần hữu hình, có phần vô hình. Bệnh người ta làm nặng nhất là phần vô hình, chứ không phải phần hữu hình. Thế phần vô hình thì quan trọng lắm luôn. Yeah. Nhưng mà đi khám có bác sĩ nào khám phần vô hình đâu, có đâu mà khám. Làm gì có máy nào đo vô hình đâu. Yeah. Toàn đưa ra kiến thức là toàn đưa ra những cái gì hữu hình thôi. CT này, siêu âm này, chụp hình này, CT này, PET CT này. Yeah. 20 mấy triệu vì Việt Nam một lần khám bệnh đi các bạn, chứ mấy rẻ đâu. Yeah. Vì sao? Tất cả cái đó chẳng qua là gì? Là máy hiện đại thì có phần mềm của nó và cái bộ cảm biến nó nhạy hơn. Yeah. Sâu kiểu là góc cách nhiều chỗ được. Thầy, nhưng thầy ơi. Thầy ơi. Thôi. Mà nhân tiện đây mình cũng... Nên các bạn là mấy phút nữa mình tặng các bạn luôn một cái khúc cuối của cái bệnh tiểu đường. Yeah. Thầy cho em hỏi là ảnh uống thuốc đó hoài thì nó có nguy hiểm gì đến ảnh không ha thầy? Uống thuốc tây chắc là không tốt. Đó gọi là thuốc tây thì không tác dụng phụ đoàn thì cũng tác dụng phụ kia. Yeah. Nhưng mà mình cũng nói các bạn là thuốc tây không phải là không được dùng. Nhá. Yeah. Trong những trường hợp cấp thiết phải dùng. Yeah. Và dùng như thế nào? Thì bạn hãy nghe đây, tôi sẽ nói về cái bệnh tiểu đường, bạn sẽ ví liên hệ với cái bệnh gan của chồng bạn. Yeah. Khi người ta bị thiếu insulin là hiện tượng tiểu đường diễn ra, và khi diễn ra như vậy thì người ta bắt đầu làm gì? Người ta bơm insulin vào người bằng cách uống hoặc là gì, hoặc là tiêm, tức là bổ sung insulin nhân tạo thôi. Đấy, để cho đủ insulin nhân tạo, để đủ cái cộng cái lượng insulin ở trong tuyến tuyến tiết ra mới đưa lên ngoài đưa vào, nó đủ vào trong máu. Đấy, để cho nó chuyển hóa. Nhưng mà các bạn nên nhớ có một cái quy luật bất biến là cơ thể người ta bộ phận nào nó làm việc ấy thì nó phát triển, nó duy trì. Còn bộ phận nào nó không làm việc thì nó sẽ teo tóp đi dần đấy. Nha. Yeah. Vấn đề này các bạn sẽ thấy rất là rõ. Ví dụ hai cái tay các bạn đưa này, nhưng mà một bên này các bạn buông xuống, đừng vận động nó trong một tháng sau nó bé hơn bên tay này. Yeah. Nó bị teo dần đấy. Yeah. Hay là các bác làm việc mà ở cơ quan nhà nước rồi làm việc ở cơ quan hoành tráng lắm. Lúc về hưu là rất là hoành tráng. Nhưng mà chỉ cần sau 2 năm thôi là sức khỏe các bác xuống ghê gớm luôn. Yeah. Chắc tại tuổi già. Không phải đâu. Tuổi già cũng có, nhưng mà nó không phải nhiều như vậy.
là do gì? Não bộ không hoạt động. Yeah. Não bộ không hoạt động, lười hoạt động thì yeah, nó sẽ teo tóp dần đi. Mà não mà nó đã teo tóp dần đi rồi, xin thưa các bác nhá, là các toàn bộ tuyến nội tiết của các bác bắt đầu sẽ thay nhau mà đi. Yeah. Bệnh tiểu đường cũng vậy thôi. Chúng ta bơm insulin nhân tạo rồi thì máu nó đủ, insulin trong máu nó đủ, nó báo về trung tâm thần kinh là đã đủ insulin nữa rồi, cho nên là không cần sản xuất nữa, còn sản xuất ít thôi. Nó báo về tế bào beta tuyến tụy đấy. Như vậy cứ mỗi ngày chúng ta đều làm cái động tác như vậy thì cái tế bào nó sẽ lười dần đi, nó teo tóp đi, và đến một ngày nó sẽ giảm từ từ công suất nó xuống. Khi tuyến tụy nó giảm sản xuất insulin bao nhiêu thì người ta lại bơm insulin vào nhiều bấy nhiêu, lại đủ. Lại đủ lại ra lệnh là thôi đủ rồi, không nói nữa. Thì lại nghỉ. Và cứ cái vòng luẩn quẩn tăng lên, đến một ngày nó không sản xuất nữa. Nó teo hẳn luôn, không sản xuất nữa đấy. Yeah. Và lúc này là cái lúc mà gì? Chúng tôi đã làm việc hết sức. Chúng tôi cố gắng hết sức, nhưng cụ nhà bác bây giờ là hiện tượng bị kháng insulin thì không nhận nữa rồi. Yeah. Tại sao lại kháng? Có một cái nguyên nhân là gì? Cơ thể ông ấy ở tuyến tụy nó còn tiết insulin thì nó còn nhận insulin ngoài, mà nó không tiết ra thì đừng hỏng có nhận. Yeah. Nếu các bạn hãy nhớ điều đó, chứ không phải cứ tán thuốc hóa chất vào mà ăn đâu. Vấn đề đối với tiểu đường là chúng ta làm gì? Giảm, dùng các biện pháp khác ngoài thuốc tây ra. Mình nói là ngoài thuốc tây nhá, có nghĩa là mình vẫn sử dụng thuốc tây. Đó là đầu. Và giảm dần xuống, giảm dần thuốc tây xuống. Và giảm đến mức độ không dùng thuốc tây nữa là thành công. Đấy. Và giảm đến mức độ là không thuốc tây lên thì cũng đã thành công rồi. Ở trong Zoom hiện tại, ngồi trong Zoom này có chị Điên là đã bỏ thuốc, chị tiểu đường hình như là cũng mười mấy 20 năm rồi đấy. Đến ngày hôm nay là chị không dùng một viên thuốc nào nữa. Ngay trong Zoom chúng ta hôm nay. Yeah. Đó mới là thành công. Chứ không phải mà chúng ta, chứ các bạn đừng có hy vọng một cái kiểu là đang trích một ngày là 20 đơn vị. Xong rồi đầu, có cái giải pháp này rồi, bỏ luôn. Xin lỗi các bạn nhé, toi đấy. Chứ không phải mà dễ sống đâu. Các bạn muốn bỏ hay không bỏ, muốn giảm bao nhiêu phải không tôi? Tôi chỉ cho các bạn cách. Tùy theo cái thể trạng các bạn, tùy theo cái tình trạng thực tế của tuyến tụy mà chúng tôi có lời khuyên chính xác. Chứ không phải mà thích mà xuống được. Cái này chúng tôi không thể làm thay cơ thể các bạn được. Mà chúng tôi chỉ là những người cho các bạn lời khuyên, là những người có thể là xem đánh giá được. Yeah. Yeah. Cho nên là dùng thuốc tây không phải là tốt đâu. Đó, tôi nói ví dụ như là cái tuyến tụy đấy là của là cái tế bào beta đấy. Nó mà người làm việc đến một ngày đó nó lười hẳn luôn, đâu làm việc nữa. Xin lỗi các bạn nhé. Ông nào mà cho được insulin vào cho máu đi, bơm vào nó cũng chả nhận. À, lúc bây giờ là lên bàn thờ ngồi đấy, chứ không ngồi dưới đâu. Dạ, cảm ơn các bạn. Vậy em nhờ thầy cho lời khuyên là giống như là ông xã em cần ăn cái gì và cần tránh cái gì thì làm sao cải thiện được cái tình trạng về đường ruột của ảnh. Vâng, chị đang nói đấy, chị tên là gì nhỉ? Chị tên dạ, là em tên Hoàng. Hoàng. Ok Hoàng, chị Hoàng ơi, chúc mừng chị ha. Chị đã biết tới cái phòng Zoom này, không có vấn đề gì cả, cái trường hợp của chị cũng được phục hồi là rất là nhanh thôi. Nhưng mà phải tìm đúng thầy ha, chị kết nối lại với chị Phúc Hoàng An, hỏi xem là cái địa chỉ và để cái giải pháp để chị học tự làm cho mình như thế nào. Ok chị nhá. Yeah. Chị... Vâng, chị Hoàng An, ok. Chị quay lại, kết nối lại với chị Hoàng An. Chúc mừng chị. Rồi. Ok, dạ, thank you chị. Thank you thầy. Vâng, yeah. Thầy, theo thầy thì con nên cho một lời cuối cùng của một người nói không là ta kết thúc, được không ạ? Hay là thôi, kết thúc lại đây ạ? Tùy các bạn thôi. Vâng, chị Tống Hoàng Loan ấy, chị hãy kết nối chị Hoàng Bùi ấy với cái anh gì của bên chị đó, chị gì đó. À, lúc nãy mà chị không có mặt ở trong phòng đó, cho họ biết cái biết đến
trung tâm ứng dụng khoa học tâm lý để có những cái giải pháp, những lời khuyên để cho các anh chị ấy tự chăm sóc sức khỏe cho chính mình chị nhé. Rồi, ok, vâng. Và một người cuối cùng nữa là mở micro, sau đó ta hát một bài, được không ạ? Lúc nãy nhìn thấy cái anh Đức nào đúng không? Anh Đức nào mà liên tục mở micro 4-5 lần mà chưa được nói. Anh có còn ở đây không? Anh Đức có còn ở đây thì anh mở micro. Vâng, mời anh đặt ra câu hỏi cho thầy. Không học nhìn thấy anh mở 4-5 lần micro nhưng chưa được hỏi đó. Vâng, bây giờ anh Đức không nghe thấy còn ai nữa. Ai là người may mắn và cho bạn cái cơ hội lần cuối cùng nào? Dạ. Nghe cơ hội đó cho Long. Đặng Long nói lời biết ơn thầy, biết ơn chủ trì, lãnh đạo Hồng Ngọc, biết ơn những anh chị em mà hôm nay đã tin để Long mời được vào Zoom để được gặp thầy. Rất là biết ơn và tri ân thầy và tất cả mọi người. Chúc mọi người có một buổi tối thật an lành, hạnh phúc. Ok, rất tuyệt vời. Cảm ơn chị Tống Hồng Loan ha. Rồi, và bây giờ chúng ta hát một bài được không ạ? Và được rồi. Đã vui trở lại. Ok. Vâng. Mời tất cả các bạn có mặt trong phòng Zoom đến từ rất nhiều quốc gia. Chúng ta cùng hát, mở micro ra. Hát và con tim đã vui trở lại. Bởi đã có mặt ở trong phòng Zoom, biết đến phòng Zoom thì đây chính là cái Zoom happy, hạnh phúc nhất của cuộc đời mình. Ngọc tin rằng là như vậy bởi vì trên thế giới này chưa ai có một cái giải pháp, một cái bảo pháp như hiện tại là bên câu lạc bộ trung tâm ứng dụng và trung tâm ứng dụng khoa học tâm lý giáo dục đã đưa ra một cái bảo pháp. Đến hiện tại trên toàn cầu chưa ai có được cái bảo pháp này, tự chăm sóc sức khỏe cho chính mình mà không lệ thuộc vào bác sĩ và thuốc tây. Tất nhiên ai vẫn dùng thuốc tây thì chúng ta gì ạ, vẫn dùng, nhưng dần dần giống như thầy Yên nói đó, là chúng ta giảm dần đến lúc gì ạ, cắt ngừng, đó là cái thành công của chúng ta. Ok, và bây giờ chúng ta cùng hát ở tại đây nhé các bạn nhá. Rồi mở micro ra. Chúng ta hát bài này. Xong rồi, hát ngày mai đi con đi. Ok. Tình yêu đã đến.
Phạm Văn Yên và một MC đẹp trai của chúng ta. Vâng, cảm ơn quý vị các bạn đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Nếu như thấy cái dung của chúng tôi hay thì các bạn liên tục cố định vào buổi tối thứ ba hàng tuần là gì? Câu lạc bộ sức khỏe thường xuyên trao giá trị những sức khỏe này tới cho cộng đồng người Việt trên toàn cầu. Vâng, một lần nữa chúc các bạn ở châu Âu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Còn các bạn ở châu Á một đêm đại tràn đầy yêu thương và liên tục cảm ơn. Vâng, bye bye. Xin cảm ơn cô Ngọc Ngọc đã tham gia buổi chương trình. Chào cô, chào thầy, chào thầy, chào Ngọc, chào mọi người. Cảm ơn MC đẹp trai. Hải nha, rất là tuyệt vời mọi người ngày hôm nay. Chào chị Phúc Hoàng Yên. Dạ, chào chị.